Các bạn có thể nhìn thấy chất tướng là Varus và Ashe mạnh ở đầu trận. Talia có thể là một chất tướng mạnh ở giữa với khả năng đi ra hai cánh. Wukong cũng là như vậy, khi có một hay hai món đồ thì Wukong rất mạnh. Còn Camille thực ra là quân bài bảo hiểm về cuối dành cho bên phía Fnatic, bởi vì giai đoạn về sau, giai đoạn về cuối trận thì lượng sát thương chuẩn của Camille là cực kỳ khủng khiếp. Chúng ta đã chứng kiến được kèo đấu mà Camille đá Cassante thốn như thế nào khi mà con tướng này có đủ trang bị. Thì bên phía của Fnatic họ đang chơi một cái đội hình vừa gọi là thuần tấn công nhưng cũng rất mạo hiểm khi đội hình này cần rất nhiều tài nguyên. Camille, Talia, Wukong đều cần tài nguyên, và cặp đôi đường dưới của họ phải là cặp đôi có khả năng thắng đường để có thể trì lại những khu vực đường trên farm. Nhưng ngược lại bên phía của Genji, họ cũng đang có khu vực đường trên chấp nhận cho thủ hòa. Cảm ơn Bùi Đức Hậu nha. Đi rừng kiểm soát. Tận Tiêu Anh để nghe ngày mai ngày mốt tính nha. Chưa mà Tiêu Anh đánh trên ngày mốt lượng mà thôi. Này đụng độ với cả Varus giai đoạn đầu ấy thì con Rumble cần phải rất cẩn thận. Bởi vì cái lao điện của Rumble ấy thì nó khó trúng hơn so với tán xạ tiễn của Ashe. Và nếu mà Fnatic là đội chủ động núp bụi trước thì Rumble... Xin một ván từ Fnatic. Không, Fnatic thực sự có thể thắng được một ván á, một ván trước Genji là được. Nhưng mà nó phải yêu cầu rất là nhiều, tụi Fnatic nó phải có cái phong độ cực kỳ cao. Mà phải có một chút may mắn trong ván đó nữa. Nhưng mà có nằm trong khả năng nha. Gặt được một ván từ Fnatic là có khả năng, tại mình đang thấy tụi Fnatic đánh cũng khá là ổn. Có khả năng chống chịu và nó sẽ. Nhưng mà mình nghĩ cao lắm là 3-1 rồi chứ không hơn được. 3-1 3-0 thôi. Nhưng mà khả năng có được một ván của Fnatic là có, tại vì tụi mình đang cảm thấy là Fnatic đánh tốt. Chúng ta có thể nhìn thấy được là cả hai đội để mà thắng BO5 thì chắc chắn là không nổi, nhưng mà đánh tốt là có. Kalista của Pay đang di chuyển. Anh có thể để ý thấy cái điều đấy khi mà Pay đang di chuyển lên đường trên để có thể đào đường. Bữa giờ chúng ta đã thấy những cái động thái phát kiểu này rồi. Xạ thủ sẽ chủ động di chuyển lên sau những bước lộ mặt ban đầu của đường trên, và sau đó đường trên sẽ đi cùng với rừng tiến thẳng vào rừng đối phương để xâm lăng, và sẽ là những cái bước động thái đổi đường, và Fnatic họ chưa có tầm nhìn. Họ sẽ không có thông tin những bước di chuyển đột biến từ Genji. Đúng là để mà Rumble với Kalista đối. Như vậy là Fnatic đổi đường thì cũng mình nghĩ là cũng có cơ sở, tại vì thật ra là đây sẽ là kiểu cái kèo đường dưới là kèo 50-50. Bạn mới quay xuống bạn chơi. Nếu như kèo đường trên á, kèo Sante với lại Camille là kèo con Sante nó sẽ thua hẳn luôn. Gần như là thua hẳn. Cho nên là khi mà đổi đường như thế này thì coi như là Fnatic giải quyết được một cái bài toán là khả năng là gặp khó khăn ở cả hai đường cánh. Bạn băng trụ cũng không có được một lượng sát thương là cũng không. Một điểm nữa anh em chú ý nè, là khi mà đổi đường á thì đường giữa nó sẽ trở thành một cái cuộc đối đầu 1-1 rõ ràng hơn, thì để cho bên phía của Chu Vi nó có thể tận dụng được khả năng đi đường. Tại vì khi mà đảo đường á, khu vực đường giữa nó sẽ không có nhiều đột biến. Không mà giấu tên nha, không hít được kinh nghiệm cũng không tạo được bất kỳ đột biến ở khu vực đường giữa. Mà bây giờ anh ta mờ ha, mờ là do sụt anh em, lúc nào mình cũng để HD à. Thì lúc này Oscarini lúc nào mà mờ là anh em thấy mình coi cô stream mà mờ là do sụt hết, chứ lúc nào mình cũng để HD nha. Của những quay lính đường dưới cũng như là lượng tiền của khiên trụ, nhưng lúc này có Canyon ở đây rồi, và thậm chí Oscarini còn đang đứng trước ngay trước mặt Canyon. Bây giờ các bạn có thể nhìn thấy Canyon cấp độ 3, trong khi đó bên phía bên kia chỉ là Ashe và Varus mà thôi. Ashe và Varus ý, thì chưa có chúng ta không thể dịch chuyển lên cánh trên để đón lính Oscarini, hình như là chưa hit được cái gì cả. Anh ta buộc phải sử dụng cái dịch chuyển của mình, và có vẻ cái sụt của bên VC Studio nó sẽ không 100% HD full đâu anh em. Tại vì họ cũng lấy một cái sụt từ bên Riot về á, xong rồi họ phải giảm bớt cái sụt đó, coi như là các bạn đang coi cô stream lại hai lần á. Chưa có mặt ở đây, chỉ là cấu rỉa để khiến cho Oscarin có được một lượng máu thấp. Thì cái chất lượng lúc nào nó cũng sẽ bị giảm một tí. Sẽ là băng sụt 3 người. Ây da, cái pha này ta không kinh nghiệm. Chắc chỉ có thể là công dụng của đội đường là gì? Công dụng của đội đường mình vừa mới nói á. Công dụng của đội đường là nếu trong trường hợp đội của các bạn bứt một cái đội hình mà có khả năng thua đường ở hai cánh thì các bạn sẽ đổi đường. Từ cái chỗ là có thể thua thì các bạn sẽ có hai đường cánh hòa. Chu Vi, ui, thằng Humanoid nó sợ đó, nó sợ đó. Chu Vi vội ngay, và Humanoid là người thực sự hơi ngợp trong cái pha tăng tốc vừa rồi khi mà Chu Vi anh ta lao lên trao đổi liên tục. Cảm ơn Bùi Đức Hậu nha. Fnatic đang cần tất cả những cái sự cổ vũ của những bạn fan của Fnatic. Kèo này không dễ đâu. Đổi lại nè. Mất luôn cả dịch chuyển ra đường giữa. Đây sẽ là lợi thế. Tụi Genji bữa giờ là nó trend đổi đường hơi nhiều nha. Đường giữa của họ sẽ ở thế đẩy liên tục và tạo được áp lực. Genji bữa giờ mình cảm giác là trend đổi đường khá nhiều á. Tụi nó khá là chủ động trong việc đưa ra những cái pha di chuyển. Lời không thì mình không biết. Nhưng mà để coi coi. Mình cảm thấy là tụi nó đang rất là mượt trong việc đổi qua đổi lại đường nè.
Bây giờ bên phía của Genji họ đang muốn đổi ngược trở lại khi mà cái đường dưới của họ là Pain với Lehen đã xuống rồi. Có những con mắt phát hiện tầm nhìn của nó đổi đúng cái thời điểm này nè. Cảm ơn bạn Khanh nha. Nó đổi đúng thời điểm này là thời điểm mà thằng Bay với thằng Lehen đều lên được cấp 3 rồi. Tức là bộ kỹ năng của tụi nó đầy đủ để có thể đi 2-2 rồi đó. Thì nó đổi lại ngay lập tức. Rồi con Sante cũng đủ 4 cấp độ đầu, 4 cấp độ đầu. Có đủ bộ kỹ năng rồi, đánh với Camille cũng đỡ hơn xíu. Và đây là một tình huống xuất hiện Canyon ở đây tăng bật tốc hành đến là Jun. Ôi, để có thể họ thấy rồi. Lehen thấp máu, Phan rất biết. Người, nhưng Canyon tiếp cận được người của Noah. Noah mất tốc biến là bỏ chạy tới dứt thiêu đốt. Ôi, vẫn chết kìa. Đó là chiến đấu đầu rất nhanh rồi vậy. Rasop tới đây làm gì đây? Họ thực sự chơi liều trong pha khi họ Genji thực sự là nó trend rất là tốt cái đổi đường này nha anh em. Họ thấy bị đẩy vào trụ rồi, mất tốc biến của Oscarinin. Thở xanh tê, thở xanh tê. Pha ta chủ quan và Kim đã trừng phạt ngay lập tức. Cái này chúng ta có thể nói là ao chỉnh nữa nhỉ. Thực ra đó là những pha mà Genji xử lý đổi đường mượt quá anh em. Bây giờ thì Genji bữa giờ trend ác. Thế mà kể cả Wukong có xuống ấy cũng không sợ, bởi vì chúng ta có được một lượng sát thương cực lớn. Pha thi đấu vừa rồi là một pha rõ ràng là Noah đã là... Các bạn để ý cái vị trí của Canyon khi mà đổi đường từ đầu đến giờ á. Vị trí của Canyon từ đầu đến giờ mỗi khi mà Fnatic di chuyển á đều rất là hợp lý. Tại vì rừng của bạn mà không xử lý tốt trong những tình huống đổi đường thì dễ dẫn những tình huống mà đối phương có nhiều người hơn để băng trụ này nọ các thứ. Nhưng mà thằng Canyon nó di chuyển và cái vị trí của nó cực kỳ hợp lý trong khoảng thời gian ban đầu vừa rồi. Không hề có bất kỳ áp lực nào cả cho lời Genji. Đặc biệt là trong việc anh ta lướt lên, anh ta thẳng thương rồi. Khu vực bên dưới lại đánh nhau với một con Sejuani và Wukong ở cấp độ 5. Cảm ơn bạn vừa donate nha. Đó một cái vấn đề rất là lớn đấy. Và chưa kể pha thi đấu vừa rồi ấy, là Lehen cũng làm chất tướng đánh gần. Thế là kích hoạt nội tại của Canyon là cực kỳ nhanh. Nên họ đóng băng rất nhanh và tạo một lượng sát thương cực lớn vào người của Noah. Noah không cầm thanh tẩy nha, anh ta cầm cái hồi máu. Nên khi mà bị trích cái thiêu đốt vào và bị làm choáng đến từ Canyon là xong luôn. Và với một cái lợi thế rõ ràng như vậy thì bây giờ Chovy sẽ là người chủ động đẩy. Lehen có mặt ở đây để pha tích bây giờ phải hạn chế đừng đây là một mình nghĩ là hạn chế đặc bây giờ hạn chế đừng để nó dẫn trước nhiều quá thôi, tại vì đội hình của pha tích giao tranh cũng khá là mạnh. Và khi mà có sâu như này đừng để khoảng cách nó nhiều quá thì đánh giao tranh. Chứ bây giờ bắt đầu cảm giác là cái nhịp đổi đường của tụi Fnatic nó kiểm soát được xong rồi. Bây giờ hai đường cánh của Fnatic đều đang có lợi, mid cũng có lợi. Này là vô thế ba đường thắng rồi đó. Với một lượng máu và mana full cây lên người, Umanoi cũng có một tình huống di chuyển để ăn hạt hồi phục. Tuy nhiên sâu đầu tiên đã nằm trong tầm kiểm soát của phía Genji. Bây giờ thì Oscarinin sẽ phải là người phải thật cẩn thận, bởi vì Kim vẫn còn đó cho mình tốc hành. Và nếu mà Oscarinin đâm vào hơi sâu có thể sẽ là bật tốc hành, sau đó khô máu đuổi dí từ nhà tới trường. Bởi vì Oscarinin bây giờ đã không còn cho mình là tốc biến nữa. Canyon cũng đang rất cố gắng. Galio hả? Galio sẽ xuất hiện. Galio có xuất hiện rồi mà, Galio sẽ xuất hiện á. Từ từ đi anh em. Tới vòng này thì chắc chắn Galio sẽ xuất hiện. Canyon đã có cấp độ 6 rồi, đứng góc này để có thể ném. Chưa có tốc biến. Rồi, Humanoid không. Canyon nó là vua mấy cái này anh em. Mạng nhường dành cho Chu Vi đánh mượt thực sự đến từ Genji. Cái con heo của con Canyon á. Tính toán quá chuẩn đến từ Canyon. Người vô địch cái bộ môn mà bụi cây biết nói với lại quăng bô la băng. Ném bô la băng có trên biển bảo gục thứ hai cho Genji Sport. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tính toán của nhà nước kim vô địch LCK. Một cái ván thi đấu gọi là thử dò đối phương thôi. Cảm ơn bạn vừa donate nha. Còn được đánh nhiều nha. Họ đã được đánh nóng máy rồi á. Genji đã nghỉ một thời gian rất là lâu rồi. Và tay chân của họ vẫn chưa được khởi động đâu. Nhưng những cái bước di chuyển đầu tiên là những pha xử lý kỹ năng đó từ Genji nó đang đạt cái mức độ hiệu quả quá là cao đi. Rasa có một tình huống di chuyển cắm mắt và quyết định ăn rồng. Liệu có thực sự là hiệu quả hay không đây? Canyon đứng kế bên, cắm một con mắt, thấy rồi. Ăn được. Canyon đang không có ép đánh được nha. Pha này thực có pha tiếp ép đánh được á. Các bạn có thể nhìn thấy tầm nhìn của họ là không quá đầy đủ. Và Canyon biết là Canyon nó quái quá. Chưa hồi lại tốc biến đến như vừa rồi. Canyon anh ta tấn công để lấy máu đối phương và lấy thế mà thôi. Để cho Chovy có thể đẩy được. Mất cái bô la băng rồi. Ăn rồng chạy về nha. Vẫn là con rồng đầu tiên rồi bên phía của Fnatic. Tuy nhiên đây chỉ là một cái mục tiêu nhỏ nhoi. Đại băng tiễn. Nhìn giống trúng, nhìn giống trúng. Không đây. Đại băng tiễn không vào. Chovy bị thoát đường từ đúng vừa rồi. Thực ra tôi nghĩ là Chovy là một người thi đấu rất là kinh nghiệm rồi. Thường là những cái pha này bạn sẽ không đứng ở giữa đường đâu. Bạn sẽ liên tục đảo sang hai cánh, đặc biệt là Chovy luôn luôn đứng ở cái phía mà anh ta có tầm nhìn. Một cú chiều mình thực ra trong tâm khảm của mình thì mình rất là mong pha tích có một cái thế trận tốt. Chứ mà pha tích mà nó không có thế trận tốt thì cặp này nó cũng không
Không khác ngày hôm qua là bao nhiêu đâu. Mặc dù là mình là fan LCK mình vẫn mong pha tích chống cự một tí. Sát thương không đủ, khả năng sống sót không cao. Humanoid đang hơi khó ở khu vực đường giữa này, anh ta không thể di chuyển hai cánh ở thời điểm hiện tại được. Bình thường thì chúng ta gọi con Cocky khu vực đường giữa, nếu như để nó farm thì nó là một quả bom nổ chậm, nhưng bây giờ nó thành vụ nổ lớn rồi nè. Đúng rồi, nó nhiều tiền, nó có mạng và thậm chí là nó kích hoạt đòn phủ đầu liên tục. Thực sự đây là một cái quả bom mà bên phía của Erotic mất kiểm soát rồi. Solo kill ta. Thực ra đây là một pha mà Humanoid chưa mất cho mình là tấm thảm bất ổn, nên là Chovy ta thi đấu rất nhẹ nhàng, người ta chỉ cố gắng cấu rỉa đối phương mà thôi. Cái tốc độ đẩy lính của Chovy bây giờ sẽ vượt trội hơn hẳn so với Humanoid. Trong khi đó ở đường dưới này đã qua cái giai đoạn mà Noah cộng với cả Jun có thể thi đấu ở trên đầu trên chưa được 2.000 tiền thì má vấn đề là tụi Genji á, nó là một cái đội mà khả năng kiểm soát né giao tranh của nó cũng rất là tốt. Đánh điên đánh khùng tí á mới được, pha tích bây giờ phải đánh điên đánh khùng tí. Kiểu nhào nhào vô kiếm chuyện đánh nhau á, chứ để hồi nó rút rỉa hồi là các bạn sẽ thấy Humanoid bị đẩy về. Humanoid mà bị đẩy về cái là cái con sứ giả ba con sâu tiếp theo thuộc về Genji chùa. Đó, định mệnh mới gọi kéo về là xong. Hết kỹ năng rồi. Nhưng chúng ta thì lại ăn thêm một cái tốt nè, boss tốt nè, boss pha tích tốt nè. As trả sát thương liên tục, lại hành thấp máu quá rồi. Bay cũng cần phải lùi về. Có một tình huống dịch chuyển tốc biến mũi tên xuyên phá không đủ sát thương. Họ đang cần câu dẫn vẫn còn mít tới với chiêu cuối. Bắn người sống được tung ra và mục tiêu đánh tông đang là Lê Hèn. Phi tốt luôn, đã có được mạng đầu tiên và Bay đang cố gắng hay vậy ta. Quân địa chấn nó sẽ là hai mạng, người nói đỉnh đó. Nhưng liệu bỏ mạng là dành cho Vi, nó có lời không đây? Được, vẫn chấp nhận được, vẫn chấp nhận được. Người ta đang tạo ra một con quái vật ở khu vực đường giữa. Nhưng rõ ràng cái nhịp đầu tiên của chúng ta thấy cái combo Kalista với Rumble có thể khắc chế được. Vẫn chấp nhận được. Cuối của Noah thu về là được. Và pha đấy nếu mà chạy rồi sau đó mới lựa góc để có thể trải mưa tên lửa, tôi nghĩ là sẽ đẹp hơn. Nhưng bên này nó có Ken Nhành anh em. Lê Hèn, anh ta băng thẳng vào. Băng trụ. Oscarine đang ở một cái đây còn Ken Nhành với lại Kim. Đang chờ đẩy lính vào. Oscarine còn hai nổi. Thổ Ken Nhành nó ác quá mày ơi. Ken Nhành ác điên. Cố gắng bò chạy nhưng đó là tốc hành từ Kim. Ôi hay nha. Và xử lý kỹ năng rất tốt đến Oscarine. Ken Nhành nó kiểu như nó quay lưng đi, nó làm cho nó Oscarine bị giật mình á. Cái pha ném Bola đó kiểu chồng CC nó hơi sớm nó, một chút trong cái quá trình nó làm cho Oscarinin bị giật mình luôn á. Đây là một pha mà Lê Hèn có được tầm nhìn của Razok và Noah, nhưng Razok còn chiêu cuối nhưng không còn tốc biến nữa. Kiểu tưởng nó lui á, công đã mất tốc biến trong một pha thi đấu mà khá là cảm giác là tưởng như nó lui xong rồi nó quăng cái bola bất ngờ lắm. Cái nhịp quăng của thằng Canyon vừa đầu quỷ lắm á. Thường á, trong kèo đối đầu thì Kermiu sẽ chủ động cầm thiêu đốt dịch chuyển để có thể lấy lợi thế. May là cái ván thi đấu này anh ta cầm tốc biến. Chứ các bạn nghĩ coi thằng Oscarini nó đang nhìn thằng Ken Nhành như vậy. Nó biết thằng Ken Nhành đứng đó làm sao mà tốc độ phản xạ của nó mà không né được cái bộ la băng đó. Nhưng mà cái nhịp quăng của thằng Ken Nhành nó quỷ lắm. Thực ra cái nhịp này đi về là đẹp này. Nhưng mà đánh thêm ấy thì Jun đã có một pha đại băng tiễn ngay cái mưa tên lửa sao quá. Nên sau đó Lê Hèn mất nguyên một nửa cây máu và chưa kịp làm gì. Tấn công Lê Hèn nó ta không có bot vẫn nát. Bot của pha tích vẫn đuối nha anh em. Có lẽ tôi sẽ tiếp lời cho anh Dương trong tình huống thứ đó. Đáng ra chúng ta phải dành những lời khen dành cho Noah cùng với Jun. Đầu tiên cánh trên gánh tiếp vào, cánh trên gánh tiếp vào. Để câu cái đền mệnh vậy gọi và họ giữ đại băng tiễn đến cùng khi mà Lê Hèn lao ra lượt thứ hai. Bot vẫn đuối. Tuyệt vời. Đây sẽ là một ván thi đấu mà chúng ta nhìn thấy các kỹ năng chiêu cuối sẽ là cực kỳ quan trọng. Đặc biệt pha này cũng là đại băng tiễn chuẩn xác đến từ Jun. Để rồi sau đó kết hợp thêm một cái lốc xoáy đến từ Razok. Thực ra đây là điều mà bên phía Fnatic muốn làm ở ngay cái giai đoạn mà họ chọn một cái combo Varus, Ash cộng với cả Wukong như này rồi. Khi mà ba vị tướng này 3 đánh 3 rất là khỏe. Đặc biệt bên phía bên kia Rumble hỗ trợ sẽ rất khó để có thể lên được cho mình là cái đồng hồ để có được khả năng câu kéo và chống chịu ở giai đoạn đầu. Thế nên đây là một mục tiêu mà cực kỳ dễ khai thác khi mà đối phương không có tốc biến. Bây giờ đường dưới của Genji Sport không hề có phép bổ trợ. Đây sẽ là lúc để họ phải đẩy một cách chậm rãi mà thôi. Và thậm chí là có thể ra đường giữa ngay từ lúc này để bắt đầu cái giai đoạn mà Chovy sẽ đi đẩy cánh, gia tăng thêm cho mình những món trang bị khác. Những cái đánh giá ban đầu chủ vị đứng khó chịu. Erotic đang làm khá là tốt cho tới hiện tại, họ không có quá nhiều so với Genji phía bên kia. Vinh ơi, nhẹ nhàng thôi em, bắn hai cái tên lửa định hướng. Vinh ơi. Chỉ số treo ở bên trên đầu. Razok. Bắn vừa vừa phải phải thôi em. Còn tốc biến và cả chiêu cuối trên người. Bên phía của Erotic đánh con rồng này hợp lý không khi mà Wukong không còn chiêu cuối, không còn tốc biến. Họ đang thẳng sàng. Bên phía Genji đang tiến vào, không có gói hai trên người của Chovy nha.
anh ta đang đi đầu tiên, Lehen cũng tiến theo, Canyon lao lên. Hay, trừng phạt hay. Rồng dành cho Trigger Erotic. Nhưng mà chạy đi. Razok đang chịu sát thương quá nhiều, một cú đại bản tiện ép cho Chovy bắt buộc phải lùi lại. Và Erotic pha tích đánh tốt, pha tích đánh tốt. Tốt. Cực kỳ chính xác của Erotic khi dồn sát thương vào con rồng và sau đó rút lui về với cái bộ. Mà em Vinh đánh con Corki này dã man quá, 158 chỉ số lính rồi. Hai mạng. Bay lên và thay vào đó Chovy phải sử dụng cái cú đấm của mình để bay về. Đó cũng là một pha thi đấu mà Humanoid đã có những cú thấm tải. Sáu sau thì khó giữ cái trụ này. Vấn đề ở thời điểm hiện tại đấy là họ không cản được hai cánh của Gen Z Sport Prime ở thời điểm này. Khi mà Kin cũng đang hơn tiền so với Oscarinin, rồi Chovy cũng đang hơn tiền khá nhiều so với Humanoid. Khi mà bạn để một con Corki này, một chất tướng yếu ở giai đoạn đầu ván đấu mà lại có 6 sâu hư không cộng với cả một cái chỉ số. Sao nó bắn đau vậy ta? Một chỉ số vàng nó ổn định. Chovy mà hack đam đúng không? Đó sẽ là một cái quả bom nổ chậm, thậm chí là nó đang bắt đầu tiến đến một khẩu tấn công rồi. Bắn đau ác. Chúng ta thấy được những chỉ số bên phía của Erotic kiểm soát được 2 rồng. Genji thì 6 sâu, nhưng về lớp giáp trụ thì Genji đang là 6 lớp giáp trụ. Lượng tài chính chênh lệch rất nhiều. Jun, anh ta cần phải cẩn thận tốc biến chút xảy. Mạng nhường cho Chovy nữa. Ui. Nó có tầm nhìn mà, nó có tầm nhìn mà. Ở khu vực hang rồng thì JG Sport đã để lại một con mắt. Các bạn có thể thấy con mắt ngay cặp kèn nhìn Chovy này nó di chuyển theo đường đấy vào. Dạ mang quá. Cắm mắt lên bên trên. Thôi ông bảo với Donut nha. Ngay lập tức quyết đoán đến từ Lehen. Đấy là tốc biến xuống, thiêu đốt và sấy để có thể đem về điểm hạ gục thứ 3 dành cho Chovy. Lối chơi của JG Sport vẫn là như vậy. Tất cả những điểm hạ gục nếu có thể thì họ sẽ nhường cho Chovy để anh ta có thể gánh team. Bên phía của Erotic họ nhìn vào cái chỉ số tiền chênh lệch lặng lẽ Kin vẫn tạo ra khoảng cách cực lớn luôn. Nhưng chúng ta nhìn vào cái nhưng mà cái ván này là vẫn tiếp tục lên kênh nhìn quỷ anh em. Nhưng về chỉ số farm và tiền không chênh bao nhiêu so với Razor bên phía bên kia cả. Hợp đồng thành công nhất của nửa đầu năm 2024 trên King về Genji. Và trang bị lớn thứ hai đến hỏa khuẩn rồi. Đánh con heo rất nhẹ nhàng từ tốn. Nó sẽ làm giảm tốc độ lên đổ lại. Giải quyết nguyên cái cánh trên cho bên phía của Genji luôn. Lớp kiến trụ và bây giờ thêm vào sứ giả để có thể tấn công các công trình nữa. Thì việc mà tăng tiến sức mạnh của con Corki này chắc chắn là chuyện không phải bàn. Trong khi đó ở bên phía bên kia, đối sách của Fnatic đấy là gì? Đấy là họ muốn khai thác vào các cánh đẩy lẻ khi mà Razok sẽ đi cùng với cả Camille của Oscarinin. Đây là cặp đôi có thể bắt chết một mục tiêu rất tốt. Nên nếu mà Chovy đứng lỗi hoàn toàn có thể bị khai thác. Tuy nhiên ở giai đoạn hiện tại Chovy có lẽ hai rồng mà tại vì bot ngu. Bot thua làm sao kiểm soát rồng được anh em? Trân kinh chứ phải mà mày thần thánh đâu mà bot thua lên rồi ăn được rồng. Và nếu như Genji di chuyển lỗi, bot bị đè quá sao ăn rồng được. Những cái đòn quyết định gây tính bất ngờ. Nhưng nếu trong trường hợp mà Genji không lỗi thì bây giờ Fnatic cần phải làm gì nhỉ? Tôi nghĩ họ cần phải để cho Oscarin gia tăng thêm được lượng đồ của mình, chúng ta hoàn toàn có thể tạo thành một cái uy hiếp ở cánh đẩy lẻ cho bên phía của Genji phải kéo người ra đây. Chứ ở thời điểm hiện tại trông không có nhiều áp lực lắm dành cho Canyon. Mình nghĩ là sau một số pha của cái giai đoạn đầu đi đường này là thằng Lehen nó cũng đang bị lỗi vị trí nhiều á. Không phải là do thằng Bay hết 100% đâu. Bot nó là một cặp. Cho nên mình nghĩ là hai cái pha mà thằng Lehen nó lỗi vị trí nó bị bắt á. Tức là nó cũng có trách nhiệm do cái chuyện của bot Genji dạo gần đây phong độ không tốt, là Lehen cũng đang phong độ cũng không ổn định lắm. Để kèm thêm một cái mưa tên lửa để chắc chắn lấy được trụ một đường giữa này giúp cho họ kiểm soát tầm nhìn. Bây giờ đã có chiêu cuối hôm rồi. Như vậy là con sứ giả này câu được một chiêu cuối khá quan trọng của Fnatic. 1 phút 15 giây nữa là con rồng thứ ba của bản đấu xuất hiện. Nhờ với cái với hai đường đơn với rừng này thì họ lấy được con rồng này, họ mình nghĩ rằng Fnatic vẫn chưa thể nào ngăn chặn được. Phải suy nghĩ đến việc giao tranh ở hang rồng ở những cái thời điểm mà nhìn đồ của Chovy là thôi nghĩ rồi. Đồ Chovy với đồ Kin. Chỉ là bốn đồ của mình. Trong khi đó, đồ của Kin lát nữa các bạn để ý Noah với lại Jun á, mà đánh vô Kin á tầm phút thứ 20 khi mà Kin nó xong hai món á, Noah với Jun bắn vô Kin là hai thằng mất máu là hàng bot của Fnatic. Hay quá, đại băng tiễn hay quá. Chết rồi, hay nè. Noah ghê ta. Vừa thì gặp vỏ đạn rồi. Noah là người ăn được mạng và Fnatic đã có những bước tốt ta.
đấy có phải là cái kịch bản mà chúng ta đã nói không? Khi mà Chovy anh ta đi như vậy, khi mà Chovy anh ta tấn công như vậy mà anh ta không cần biết là tầm nhìn của đối phương ở đâu, không cần biết là con dash của Jun đang 15 giây mất con rồng này rồi, 3 rồng rồi đó. Sport phải trả khi Fnatic đã có một pha shutdown vô cùng tuyệt vời. Hai điểm hạ gục liên tiếp của Fnatic trước khi con rồng ra chỉ là 5 giây mà thôi. Ở thời điểm hiện tại Canyon ra kịp không? Chỉ có Chovy có thể ra được với cái dịch bản đồ công nghệ có cổng dịch chuyển. Vậy thì có muốn đánh tiếp hay không? Có cái hàng rồi nè. Thiếu đốt tấn công thằng Razok. Razok không tốc biến. Rồi. Để cover Razok chạy. Giật dây bò không đủ sáng tư của Thanh Tẩy. Thả mưa tên lửa. Và cuối cùng nằm xuống với mạng hạ gục dành hộp vây. Bên phía của Genji vấp 1 thì Fnatic vấp nặng lắm ngay con rồng luôn. Thực ra nó cùng ở một nửa bản đồ mà có vẻ như là cái viên đá mà lúc nãy Chovy vấp tưởng đâu ngon Razok, hay là cầm theo và dạng vấp nốt ở hàng rồng tưởng đâu ngon chết rừng. Tặng cho Genji Sport một con rồng mà họ không tiêu tốn quá nhiều thứ. Chovy sử dụng cái dịch chuyển anh ta vừa ăn rồng, không phải đồ nét nha, một khu vực đường giữa và bây giờ di chuyển rất nhanh lên khu vực cánh trên này với gói hàng nhé. Anh ta vẫn còn gói hàng trên người nên di chuyển cực kỳ nhanh lên trên farm tiếp. Thằng Jun đi hay quá ha, lại một pha vấp khá nặng của Chovy. Jun đi hay quá, đó là một tình huống mà anh ta không hề có tầm nhìn của Jun và cái hitbox của đại băng tiễn trong tay của Jun là quá ảo để rồi sau đó Chovy không đi đâu được cả. Bởi chúng ta biết rằng có dịch chuyển đằng sau, bạn đội hình pha tích nó không bất ngờ với pha này. Canyon muốn cover đẩy năm thằng xuống quá nhanh luôn, bị bắt lại bởi các thành viên của Fnatic, một pha kéo người đến rất nhanh của đại diện đến từ LEC. Một cái lớp giáp ảo đến từ kiếm đơn cưa là không đủ khi lượng sát thương vật lý gây bởi Jun cùng với Razok từ tình huống đó là có, và Talia trong tay của Humanoid nhưng Fang wow dưới cũng kêu nhau. Oscarine sao mà đánh lại nó hơn một đồ kìa, các bạn nhìn và đi, ta cứ bỏ như này thì có thể đuôi móc về được thôi. Tôi nghĩ là may là anh ta cầm tốc biến nên bây giờ anh ta vẫn chưa nằm xuống lần nào, chứ nếu mà cầm tiêu đốt nó hơn hẳn một đồ luôn đó. Bản thi đấu này là Camille chắc là 3-4 lần gì đấy rồi. Khi mà Kin bây giờ các bạn có thể nhìn thấy đã có được hai món đồ và đây là ngưỡng sức mạnh của Kassante. Khi mà khả năng chống chịu của anh ta có, anh ta cũng sẽ không dễ dàng bị bắt bởi hai hoặc ba người Fnatic. Nhưng anh ta lại có một lượng sát thương cực kỳ lớn khi mà bạn bật cho mình là chiêu cuối chơi không máu. Đây sẽ tạo thành một cái cánh khá là áp lực dành cho bên phía Fnatic. Trong khi đó bây giờ Chovy sẽ là người đi cùng với những người đồng đội khác để có thể tiến hành những hơn chục lính nhưng mà hơn 5 lớp giáp trụ và cái trụ đầu anh em. Bởi bây giờ dùng sao để đẩy lính xong ở đường trên thì bạn cũng không có việc gì. Lính hơn không nhiều nhưng mà tại vì hơn nguyên một cái trụ đầu tiên luôn á. Jun nguy hiểm lắm, không có ân tiễn thì đừng vào. À vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn tán xạ tiễn. Có thể đánh giá một cái pha thất bại ở rồng đó là một cái... Má coi này tức, bạn biết tức gì không? Mình không chắc 100% là Gam sẽ thắng được FlyQuest. Nhưng mà mình nghĩ là đánh với FlyQuest thì chắc chắn là tỷ lệ ngon hơn đánh với Fnatic. FlyQuest ngu vãi. Má bốt ngày trúng cái nhánh Fnatic khỏe đi. Cái tỷ lệ thắng của Gam trước FlyQuest mình nghĩ cũng không phải là vượt trội hơn nhiều lắm. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà đánh FlyQuest là cơ hội chúng ta nhiều hơn. Razok không thể nào chạy được trong những pha thi đấu như vậy và anh ta bắt buộc phải nằm lại. Ở thời điểm này có lẽ là FlyQuest ngu điên. Đây vẫn là ngưỡng sức mạnh mà họ có thể chơi được với những kỹ năng ở chiêu cuối ở cấp độ 2 của Wukong, của Varus và của Asichir có cấp độ 2, nhưng đó vẫn là một kỹ năng thường mở được. Đây là lúc để họ có thể đánh. Không chắc chắn thắng đâu, nó vẫn mình nghĩ nó vẫn nhỉnh hơn, mình không phải là nó thắng chắc. Nhưng mà mình nghĩ chắc chắn là nó sẽ kiểu như là có cơ hội hơn so với đánh với Fnatic á. Mình không nói là thắng chắc nha. Nhưng mà rõ ràng là nhìn là cảm giác là hai này là thẳng mà Fnatic với lại FlyQuest sức mạnh là thẳng nhau mà. Tất nhiên là tụi nó đánh với những đối thủ khác nhau chúng ta cũng không nói được. Nhưng mà các bạn thấy không? Tức là cái tỷ lệ phạm sai lầm và cái cách mà Fnatic xử lý ván đấu á nó rất là chắc chắn. Không thành công mà kể cả có thành công thì pha đấy cũng sẽ là cái áo choàng. Đối thủ của Fnatic gặp nè là Top Esports và bây giờ là Genji. Các bạn thấy nó đánh không? Tỷ lệ sai lầm rất ít. Và nếu như đối phương mà sai lầm là nó khai thác được liền. Cấu rỉa đối phương thấp máu thì bạn sẽ thể băng vào rồi cùng với những người đồng đội của mình. Nhưng cấu rỉa thì không lại. Còn mấy thằng mà mình đi airbot kia mà nằm ngửa không, từ hạt giống số 1 tới hạt giống số 2 nằm ngửa hết. Nếu chỉ là Kalisa thôi thì rõ ràng lượng sát thương của Varus có thể nhỉnh hơn. Nhưng thêm cả một con Corki đã có hai đồ lớn như này thì là rất khó để phân tích có thể cấu rỉa trước. Mà các bạn nhớ cái con đường mình vẽ cho Gam không? Con đường mình vẽ cho Gam bị sai một chỗ và biết chữ gì không? Chỗ mấy thằng top. Con đường của Gam nó phải giống với những tình huống đại diện chính xác của trường. Bắt được không? Nhắm bắt được không? Con đường mình vẽ cho Gam á là nó phải có một cái pha giúp đỡ từ Top Esports nữa, là phải đấm thằng Fnatic 2-0 trắng hủy diệt. Tấn công không?
lao lên gõ nhẹ vào người để nó mất tinh thần rồi. Giống như là bên cánh kia của Tiêu Anh đã đấm phải quá sao trước một cái thềm giao tranh. Nhưng mà bên phía Top Esports không làm được điều đó. Đây là cái pha bị lủng một bước ở chỗ đó. Để bạn có thể kiểm soát được tầm nhìn di chuyển từ đường giữa ra khu vực hang rồng. Nhưng mà đồng thời với lúc đấy các bạn nhìn về lượng sát thương của Gen.G đi. Nếu Fnatic vào rồng, Gen.G có thể lao vào Baron nha. Lượng sát thương của họ vào Baron là nhiều. Họ có chống chịu ở đây. Kasate của Kim đang có một lối đi vòng. Game né chiêu nè, bây giờ là game né chiêu nè. Anh ta hoàn toàn có thể vòng ra sau lưng của Fnatic ở pha đấu này. Oscar Linin có một tình huống bấm biến về, anh ta muốn shopping thì phải. Ây da, ây da, ây da, ây da, quỷ tới. Anh ta tìm kiếm được người Jun. Kenyan đã hạ gục được Jun. Quỷ tới, mình kìm nó tới. Hết thực sự dành cho FNT rồi, Razok là nạn nhân tiếp theo được nhắm vào, anh ta tạm thời chạy được. Nhưng Genji chiến thắng hoàn toàn. Các bạn có thể nhìn thấy được là bên phía người ta đã sai lầm. Nhìn con Sante nó đi bộ vô nhìn kinh vậy. Nhưng lúc đấy họ lại cố gắng di chuyển ra để lấy được tầm nhìn ở khu vực đường giữa. Và cái đường đấy nó là một điều rất tuyệt vời. Mày nhìn đằng kia nó đi bộ vô nhìn kinh vậy. Khu vực bùa đỏ anh ta cắm một cái mắt kiểm soát vào. Các bạn có thể nhìn thấy pha thi đấu này. Khi phát hiện Kin bước ra thì đã quá trễ. Lê hen rải này đẹp nè. Vừa tên lửa rất đẹp của Genji đã được đẩy ra rồi. Và khi mà Kin đẩy được Jun vào một góc thì thôi, đó là kết liễu dành cho bên phía Fnatic rồi. Họ không hề có một tí cơ hội nào trong pha giao tranh này. Khi mà đội hình của Genji đã là đội hình đánh rất mạnh từ trước ra sau. Cơ hội thực sự, nhưng khoan đã, Razok tiếp tục với pha Baron này. Razok đang nỗ lực có thể cướp đá bằng tiếng bắn xuống. Razok lao xuống Baron. Bên phía Genji chuyển qua. Wow, bay ăn phía của Genji. Đỉnh. Không có cơ hội nào dành cho Razok. Kenyan không trừng phạt luôn nha. Rồi Oscar đi rồi. Oscar Linin tầm này đá kiểu gì được. Anh ta bị bô la băng à? Không, đó là ta bị đóng băng thôi. Và sau đó là những cú tên có nỗ lực, có nỗ lực, có nỗ lực thực sự trong pha Baron vừa rồi. Một pha mà Oscar có nỗ lực từ Fnatic dịch chuyển để có thể lấy tầm nhìn cho Razok. Razok sẽ đi vào và với một cái đại băng tiễn anh ta hoàn toàn có thể đẩy xuống, cố gắng có được cho mình là một pha cướp. Nhưng Genji dừng sát thương rất khó chịu. Họ dừng sát thương ở 2002 và họ sẽ có cái pha mà câu để cho Razok sử dụng trừng phạt trước. Đây, cái lượng máu này còn 2004 thì không có cái cửa nào để anh ta có thể trừng phạt thắng được cả. Đó là một pha mà đã dùng trừng phạt đến với Razok, nhưng sát thương dày vò của Bay cũng là đã đủ. Thậm chí Canyon còn hình như không tung ra cái trừng phạt cho pha thi đấu này. Và để rồi sau khi ăn thăng Baron, cả đội hình của Genji quay ngược. Anh em nhấn like livestream giúp Lưu cái nha. Quân bài Camille này đã phải nằm xuống lần đầu tiên. Cái khó của một đội như Fnatic trước những thằng như Genji hoặc là có thể là T1 là nó có nhiều vị trí có thể tỏa sáng quá. Thí dụ trong một cái giai đoạn mà boss Genji chưa thực sự chắc chắn ở giai đoạn đi đường đi, nhưng mà nó lại có cái cánh trên khỏe quá, nó gồng qua cái đoạn đó. Chắc cú thế. Khó quá, khó quá. Cú cuối được tung ra đầu tiên là băng tiễn, tiếp theo là mũi tên xuyên phá rồi. Humanoid ăn nguyên cú la băng. Đi rồi. Ôi, ác quá. Bây giờ thì thật sự là vỡ trận rồi đó. Razok bị dính dây vò. Đi rồi, đi rồi. Ta bung chiêu cuối để chạy luôn. Kim tới. Ác quỷ tới rồi. Bên phía của Erotic đã giữ được thế trận ở thời điểm đầu. Nhưng đặc biệt là hai pha rồng và một pha Baron, toàn bộ cái thế trận này đi hết. Game khó ha. Cảm giác là đánh là nỗ lực lắm rồi đó. Dấu chấm hết. Mà vẫn 28 phút banh nhà. Ma. MVP Kenyan. Mặc dù là con Baron xử lý không 100% nhưng mà MVP là Kenyan. Búa lợi Baron là 6-9 rưỡi. Kid ơi, Kid ơi, Kid. Chết đi, có chết không? Không chết. What the fuck? Và sử dụng chiêu cuối định mệnh, mày có tiếp tục tấn công vào Jun. Anh ta đã có mạng, nhưng mạng nó đi bộ vô hai cái trụ nó nắm kia xong rồi sống nhanh luôn. Quá dễ dàng trong bản thi đấu này. Đó là một chiến thắng cực kỳ hoàn hảo. Và nó đúng theo phong cách của Genji. Họ để cho Chovy có thể farm được thoải mái ở đường. Họ chủ động chọn top trước. Bây giờ vấn đề chỉ là coi là cái cặp boss của Genji có lấy lại phong độ hay không thôi. Chứ thuận tay cánh trên tướng thuận tay quá. Song phẳng so với cả Sante. Và họ để. Cảm ơn siêu siêu nha. Hôm qua đi làm job đột xuất anh em. Không kịp thông báo với anh em. FIFA bên FC Online chốt mình chốt tối thứ hai mua vé luôn, sáng thứ ba bay ra Hà Nội, trưa thứ ba quay tới chiều thứ ba, tối đi ăn với Mạnh An, sáng thứ tư này mình bay về Sài Gòn. Mình đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất là 11 giờ, 10 giờ hơn, gần 11 giờ. Cũng như là chiêu cuối thể tung ở khoảng cách xa. Tắm rửa nghỉ ngơi, đi tập về là lên online với các bạn luôn.
những người chơi đường giữa khác tương đối là nhiều. Bởi vì trong trận chung kết LCK mùa xuân vừa rồi, các bạn có thể nhìn thấy con Odinson của anh ta đánh kinh đến mức độ như nào, thậm chí là có thể 1-9. Thật sự là ở thời điểm hiện tại, thành tích của Genji ở MSI như thế nào chúng tôi chưa biết, nhưng có thể đánh giá đây là một cái form đội hình cực kỳ đẹp cho họ rồi. Ở thời điểm còn Ruler cũng là một xạ thủ cần tài nguyên để có thể gánh, nhưng ở thời điểm này Faye là người chấp nhận có thể đánh hòa, đánh thua thiệt. Kim cũng vậy, họ để cho Chovy được farm, được có tài nguyên, và thậm chí Kennen cũng là một rừng carry luôn. Chính xác. Và lúc nãy tôi đang định nói là khi mà đội tuyển khác ấy chọn con Raven này, tôi nghĩ là sẽ đánh mạnh xuống cánh dưới. Nhưng nếu mà Gen Z chọn Raven ấy, tôi nghĩ là vẫn đánh thủ hòa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ luôn nha. Luôn xin phép bấm cái quảng cáo đầu game nha. Cảm ơn anh em. Bởi vì ấy, Gen Z đã từng rất nhiều lần là cho con Raven này farm đến cái giai đoạn mà phút 20 mấy nó mới xả lần đầu tiên cơ. Nghĩa là không cho đối phương giao tranh, và khi cảm ơn Simbo nha. Chắc chắn là Pay sẽ có điểm hạ gục. Đấy là một cái điểm đặc biệt của Gen Z, và tôi nghĩ đấy là sức mạnh của Gen Z ở thời điểm hiện tại. Ico sẽ có nhiều lợi tức. Chưa, anh chưa tiến hành đâu, nhưng mà anh nghĩ là qua tuần này, qua đầu tuần thì mình sẽ liên lạc với bên phía trong khoảng thời gian này, thư giãn bên phía ban tổ chức cái đó. Truy cập ngay vào trang chủ của chúng tôi, ấn mình cũng chưa kiếm được contact nữa. Và đấm luôn vào nút cái chuông để có thể tiếp tục theo dõi và đồng hành với chúng tôi trong giải đấu MSI, và sau đó sẽ là reset mùa giải tiếp theo. Sẽ là mưa kiếm cho Pay, nên anh ta hướng đến cái việc là trao đổi chiêu thức theo nhịp ngắn ở trong cái giai đoạn đầu của ván đấu như này, cũng như là khả năng dồn sát thương. Đó là một cái Lucian thì không thói quen ở Hàn Quốc á, là mấy bạn đi coi thí dụ đi coi game hay là coi idol á, sợ bị quay lên ba mẹ nhà thấy. Một trong những lý do, nhưng mà nó không phải là lý do cho tất cả mọi người, nhưng mà kiểu đi coi show ca nhạc hay đi coi game là sợ ba mẹ nhà thấy che mặt. Còn không là nó chỉ đơn giản là người ta ngại. Tại khả năng dùng chiêu cuối kết hợp với cái khả năng làm chậm của Nami sẽ không có. Cho nên đây cũng là những cái lượt cấm và chọn, phải nói là cái khả năng sáng tạo ra cặp Raven Nami thì cũng rất là hay đó. Đây là điều mà khu vực LCK đã hay làm ở trong cái giai đoạn mà Lucian Nami là bộ đôi gọi là hot nhất ở đường dưới, thì đã bắt đầu có những cái bài, đấy là làm sao để lấy Nami trước mà vẫn có tướng ghép vào, hay là làm thế nào để lấy Lucian đi với một chất tướng khác, thì LCK đã làm mãi rồi, và bây giờ thì họ lại đem ra một lần nữa. Cảm ơn mọi người donate nha, để mình coi. Đi đường rất mạnh, đè đường cực kỳ mạnh ở giai đoạn đầu và đấu như này, đặc biệt là với Raven mưa kiếm. Cảm ơn Bùi Quang Sơn nha. Xoay này của Raven có một lượng sát thương nhỉnh hơn rất nhiều so với con Lucian ở giai đoạn đầu trận. Nếu như đó là Lucian Nami thì cấp độ 3 là cấp chơi được, nhưng thời điểm hiện tại đó là Lucian Mio, và đối đầu với bạn là Nami Raven rất khó. Chừng nào có cấp 6 sấy thanh trừng từ xa thì được, còn đòn sát thương thì rất khó dành cho Lucian cùng với Mio. Lucian Mio không mạnh bằng Lucian Nami nha anh em. Đường trên vẫn đánh được nhưng mà nó không mạnh bằng Lucian Nami, cái tương tác của nó không tốt bằng Lucian Nami. Tâm lắm đến khu vực đường trên. Nên Canyon bây giờ đang có một cái vòng rừng từ trên xuống, và Razor cũng là như vậy. Tuy nhiên, Xinzao sẽ farm nhanh hơn một chút so với chất tướng Kha'Zix này. Liệu anh ta có muốn can thiệp sau khi ăn 4 bãi không, hay là sẽ ăn đầy đủ? Nhìn thái độ thì có vẻ như là bên Inos cũng không thích tên hát lắm. Genji cấm con mắt đó, và vừa rồi cũng có một cú nháy ping vào bãi người đá. Nhưng mà cũng phải coi kết quả chính thức cuối mùa như nào. Và những động thái này sẽ là bước đẩy lính đến từ Sovi. Ta biết rằng bãi chim còn và rừng đối phương sẽ không có ở gần đây. Oscarin, một kèo đấu mà anh ta là kèo nhỉnh hơn thời điểm ban đầu, và anh ta liên tục đẩy lính để có thể chạm vào cái giáp trụ đối phương. Các bạn có thể nhìn thấy được là khi mà có được tầm nhìn của Razok thì có đã một pha ra cắm mắt, nhưng Chovy vẫn đang có mặt ở đây. Anh ta thấy được Razok đi ngang qua. Chưa biết. Rồi, Razok lao lên, bây giờ mới biết. Nhưng nổ như thế này thì Chovy vừa rồi nó có mắt mà. Cú dùng W và khạc quy ngược lại, anh ta cũng tích được một Chovy nó có mắt nha. Lúc đấy là Razok đi qua mất bãi chim rồi. Cái con mắt ở bãi chim rồi, và trước đấy anh ta là đi qua mà không bật máy quét, anh ta chỉ quét ở cái bụi cỏ bên dưới thôi. Nên Chovy pha thi đấu vừa rồi chúng ta nhìn là tưởng như là anh ta không biết, nhưng thực ra anh ta cũng đã tính toán được hết rồi, bởi vì quân bài Orianna cộng với cả Xinzao ấy khống chế rất là khó. Bạn chỉ có một cái khống chế cứng là cái liên hoàn tam kích mà thôi, nên cái cú đu của Chovy hoàn toàn có thể giúp anh ta có thể bay về được mà không tốn quá nhiều máu, và cũng không tốn quá nhiều gọi là chỉ số lính gì cả. Bởi bây giờ anh ta có thể biến về, anh ta dùng dịch chuyển, và qua đó thì nó lại là một con cua ở cánh dưới và thêm một bãi chim dành cho Canyon nữa, rất lợi thế cho đường rừng của Genji Sport. 32 so với 24 chỉ số lính dành cho Canyon. Tôi nhìn thấy tôi có mắt nhưng mà không để ý, thì không có những cú bên vào, Razok bị phát hiện tầm nhìn. Đây là một đợt lính sau khi cua bay lên bắt buộc phải lùi lại khi mà có thông tin được đường rừng bất cẩn. Lao lên W và sử dụng hơi thở của rồng có thể khác với Humanoid. Mang khôi nha. Humanoid vẫn đang còn có năng lượng để cố gắng đẩy nốt, tuy nhiên anh ta cũng phải về mà thôi, khi đối phương đã về và mang cái giày.
Nhiều khi chung kết C1 năm nay là nội chiến Bundesliga. Con rồng nghĩ là có khá là nhiều lợi thế cho bất kỳ đội nào, dù sao nó cũng tăng thêm cho bạn những cái kỹ năng, những cái chỉ số rất là quan trọng để cho bạn có thể có ngay được ngưỡng sức mạnh ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên nó cũng không phải là quá đáng kể. Dù vậy, Fnatic đang là đội có thể chủ động đẩy hơn ở giai đoạn đường dưới này, bởi vì khi cấp độ gia tăng thì khả cái tốc độ đẩy lính của Lucian sẽ vượt trội hơn trong giây phút. Ui. Ông rồng vô vị khó chịu ha. Hơi thở hỏa tinh rất rác vào người của Humanoid. Đây là một lối chơi mà những men Orison rất là thích. Khi mà có rừng cứ kiểm soát xung quanh sau lưng mình thì không hề sợ đối phương phản công, và anh ta cứ xả sát thương và những nỗ lực đến để ép Fnatic ở ván gì đó. Họ phải đối đầu với một con Kha'Zix farm và cướp rừng nhìn nó ác. Cũng là hợp lý thôi, bởi bây giờ khi mà cướp rừng như này mà các đường của bạn không can thiệp được, đồng nghĩa việc bạn sẽ bị cái nội tại của con Kha'Zix là nội tại cô lập. Thì lượng sát thương mà Canyon có thể mang đến với một cái đa hung tàn ở thời điểm hiện tại là quá sức chịu đựng. Razok không làm gì được cả. Và đường dưới thì giai đoạn này là giai đoạn mà Chovy sẽ bung hết năng lượng để có thể đẩy lính, đảm bảo cho Canyon ăn được ba con sâu hư không. Sau đó bây giờ Chovy biến về, có cả Lehen di chuyển ở cánh này để có thể đảm bảo rằng chắc chắn mình sẽ có những mục tiêu đầu tiên. Raven của Pay ở thời điểm hiện tại chỉ cần farm chill mà thôi. Anh ta không có quá nhiều áp lực, và anh ta cũng biết rằng rừng của đối phương cũng chưa thể nào có mặt đây được. Nhưng cấp độ 6 là thời điểm Fnatic đánh được. Chính xác. Các bạn để ý thấy là cái số lượng những cái job mà quảng cáo trên Facebook của mình trong năm 2024 đâu có đâu này. Cấp độ mà phía của Fnatic có thể chọn không hề có cơ hội được công nghiệp mục tiêu. Chứ bây giờ cứ farm thì rất khó nha. Canyon lao ra phía sau có Razok, nhưng mà sau có Frost trên Canyon. Trời ơi, sao khinh thường sát thương của nó vậy? Canyon đứng lại tiếp tục câu sát thương. Ủa nó đứng nó câu kìa. Bên phía sau tiếp cận với W và pha những cái hơi thở hỏa tinh vào người. À, tôi vừa nói là một cái thời điểm là bung chiếu cuối kiểu này nó không phải là cắt. Nhưng mà anh có thấy không, rõ ràng là ngay giai đoạn cấm chợ tôi đã nói là tôi thích con Azir. Nó dụ á, nó tính dụ á. Thì rất dễ. Nhưng còn Orianna, bạn bấm được cái sóng lệnh sóng âm đấy, bạn sẽ ăn một quy và một đánh tay và như thế. Nó dụ quá chứ không phải nó mình nghĩ là nó nhìn mà tại vì thằng Gazok đứng kế bên á. Nhưng đây là một pha cướp khó mật máy quét. Ấy da, chạy đi. Một tốc biến để chạy đến từ Razok. Bây giờ là cặp đôi mid rừng đến từ Genji đang liên tục đẩy nhanh cái nhịp độ ván thi đấu này. Vẫn là lối đánh quen thuộc của Genji, đấy là dừng với mid cứ đem tấn công thôi. Nó dụ á, mình nghĩ nó dụ á. Thế nào thì cũng farm chiêu chiêu. Để lát nữa thì bao giờ dừng với mid. Tại vì nó có con Xin Dao, nó nghĩ là nó xoáy kịp để dừng đam thằng Ken nhận một nhịp xong con Xin Dao vô. Đến từ Pay và Lehen, họ đang bị cấu xỉa là rất đau. Đối phương đã có được cấp độ 6 của Lucian. Đây là giai đoạn mà Fnatic cần phải làm một cái gì đấy ở khu vực đường dưới. Cái gì đấy, đấy là Humanoid di chuyển. Anh ta có tốc biến nhưng ta không có chiêu cuối. Anh ta chỉ là ăn hạt hồi phục và sau đó đi về khu vực đường giữa mà thôi. Vậy cuối cùng là làm thân à? Đúng, họ vậy. Không làm được gì cả. Chúng ta cùng xem lại. Đó thấy không? Con Xin Dao nó chạy thẳng ra mà. Để tôi xác nhận lại một lần nữa nha. Tại vì nãy tôi thấy Kenjin đứng yên một nhịp. Anh ta đứng yên tiến hóa. Anh ta đứng yên tiến hóa. Nó có Chovy đứng kế bên, nó biết đau con Xin Dao mà. Má là nó khó chịu đi. Không đủ sát thương đâu. Nhưng đây, đường trên. Kinh ơi. Oscar Rinin sẵn sàng với chiếc cuối và tốc biến. Anh ta cố gắng nhặt nội tại của mình, có thêm một lượng giáp quy liên tục. Thần khí Tofu lần 3 đang có bật mở đường. Lúc về, đứng chừng mạnh. Và hai bên dừng lại ở việc trao đổi. Nhưng người lỗ hơn. Bay nè, thằng Bay nó liếm. Ui, trúng luôn kìa. Thằng Bay lưỡi dài phết. Giúp cho Oscar Rinin né được cái lượt đi của cái lốc xoáy tử vong. Nên dù sao thì đấy là một pha mất xe nữa từ Chovy. Tôi nghĩ là đấy là một nghi thức mà các camera của bên phía Riot đã bắt được một pha mất xe đến từ. Mình xử cho pha tích thắng ván này được không? Đòn đánh tay của người không khó xe thở. Chovy đánh Orenson hụt xe, mình xử cho pha tích thắng luôn được không? Canyon sẽ. Anh em nào đồng ý cho luôn số 1, chúng ta coi như ván này pha tích thắng. Ở thời điểm hiện tại đã khó kiểm soát bản đồ rồi, mà bạn còn gặp một con Kha'Zix có kiếm âm mưu, nghĩa là những cái bản tối chứ hơi khó nha. Nhìn nhịp game này mặc dù là chênh lệch tiền chưa nhiều mà nhìn cũng hơi khó xíu. Khi là đi luôn nghe giống quảng cáo camera nhỉ. Camera của Red là kiểu bắt trọn từng khoảnh khắc. Đúng vậy, ở thời điểm không đánh nhau tôi bắt khoảnh khắc với bạn đang hụt xe. Và cho tới thời điểm hiện tại Genji họ tăng tốc hiệu. Mussolini gì đặt tên gì vậy, đặt mấy cái tên bậy bạ đó bị ban đó nha. Cần phải cẩn thận khi mà Ken nhìn đang có những bước di chuyển xuống vực nửa cánh dưới. Phía sau có Razok, Chovy đang di chuyển trước nha. Đánh nhau là thua người. Fnatic cần phải lùi lại. Họ đã bắt đầu biết lùi về rồi. Và Genji sẽ là đội có thể có được quyền kiểm soát ngay hàng rồng.
Bây giờ thì con cua sẽ được ăn đến từ phía Gen.G. Nhưng bây giờ là Lehen đang có một góc và anh ta đi vòng khá là nguy hiểm. Hay à, Human nói còn tốc biến, dùng lệnh sóng âm để lùi về. Đó là một pha mà Human nói đã mất đi một chiêu cuối rất quan trọng cho đội hình của Fnatic để giao tranh ở pha thi đấu này. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại vẫn là cặp đôi đường dưới và Fnatic có thể kéo được cái thế đánh này ở khu vực hang rồng dành cho họ. Bởi vì dù sao thì Milo cộng cả Lucian bây giờ áp lực đẩy đường cũng là rất lớn, và nó sẽ giúp cho họ có thể kiểm soát được con rồng đầu tiên ván đấu. Tuy nhiên họ vẫn chưa dám ăn. Thông tin vẫn chưa chênh lệch nhiều anh em. Quá khỏe ở không không. Nữa. Nếu để mình nghĩ pha tích không đẩy thì nó rất khó khăn. Đây là một tình huống muốn tấn công. Pha này nè, pha này là mấu chốt nè. Mấu chốt pha này nè. Giạt ra, lao lên, đó là chiêu cú đến từ Lehen và có sự hỗ trợ từ Kenyon. Bên phía ngoài cùng với Jun bắt buộc phải lùi về trong tình huống này, nhảy lên. Trời ơi, Kenyon nó pha gục xả tiên thành công như vậy. Xả thanh trong người thằng Kenyon nó giả mang thiệt, nó xuống nó tính đúng cái đam, nó nhường mạng cho thằng Bi. Quá đỉnh cao đến thầy viên bên phía Gen.G. Ôi Kenyon ơi, đánh vậy chết rồi, chịu nói đánh vậy. Anh em đợi Lu xíu, Lu phải đi thôi. Kenyon đánh vậy, Lu phải đi cho Lu một phút luôn mà không thoát được. Đó là điểm hạ gục có giá trị gần 1k tiền dành cho Pay. Tôi đoán hình như là 800, bởi vì rút tiền phải được 500 trong pha thi đấu này. Chúng ta có thể nhìn lại, đây là một pha mà rõ ràng Canyon đã ở đằng sau rồi, nên bộ đôi của Gen.G mới tấn công mãnh liệt đến như vậy. Noah không còn nhiều năng lượng nữa, nên ta không có quá nhiều sát thương dồn vào đây. Dồn sát thương một nhịp và sau đó là chiều cuối qua đẹp, 650 tiền được rút ra. Đây là dồn sát thương hai nhịp, nhịp đầu tiên câu tốc biến, và sau khi tốc biến nó là lốc xoáy tử vong và nó chết chóc thực sự trong tình huống vừa rồi. Một pha kết hợp rất hoàn hảo và giúp cho Pay về một phát là có được cho mình cả giây cuồng nộ lẫn một cái lưỡi hái linh hồn. Còn ở trên, một con Poppy dù có farm hơn, dù có đẩy được đường, cái áp lực của nó đến những cả vị trí bên phía của Gen.G. Lehen có thể bị bắt, anh ta bị tấn công bởi Noah, mất tốc biến chạy qua. Noah! Noah! Nhưng cuối cùng vẫn có màn hạ gục trên cho Razor. Mắt tôi và thi đấu vừa rồi. Lehen thì tốc biến xuống được, nhưng mà đó là pha tốc biến đập vào tường của Noah và nó khiến cho Razor cũng đã phải mất tốc biến trong pha thi đấu vừa rồi để có được điểm hạ gục. Trời ơi! Đã có những cái tâm lý sụp đổ đến từ đường dưới Fnatic rồi. Pha thi đấu vừa rồi là một pha rõ ràng như vậy. Anh ta rất cần điểm hạ gục đấy. Thực ra mạng sợ giáng thế, thất tung thành công, đang làm chậm với trường Fnatic lại. Ép Human Nói mất tốc biến, một lượng máu quá thấp, tốc biến lên, sử dụng chiêu cuối để có thể lùi về đến Human Nói ép góc. Nhưng đây là phi vũ tinh vân và đó là hơi thở hỏa tinh, nhưng chưa đủ sát thương tại vì cái góc bay W không đẹp đến từ Chovy. Tôi thấy rất thương Human Nói bởi vì anh ta không làm được quá nhiều ở một thế trận như này khi mà Chovy đã có được cho mình là trượng Fnatic Rely và Canyon có một lượng sát thương lớn đến như vậy. Liên tục là những tình huống bị câu chiêu một cách rất dễ dàng, nhưng nếu không bung chiêu là anh ta nằm chắc chắn luôn. Pha thi đấu vừa rồi đó là một tình huống thi đấu cực kỳ tỉnh táo đến từ Chovy cũng là Canyon, khi họ không đâm vào quá sâu. Một cái tốc biến của đường rừng bên phía Gen.G đổi lấy tốc biến của Human Nói nào chết. Một pha di chuyển kiểm soát tầm nhìn nó hơi hớ hênh một chút bởi vì anh ta đã đánh cái hạt soi sáng này thôi nên anh ta không hề biết rằng vãi ông Lehen và đoán được anh ta đầu đứng đây. Cái cú này đáng ra mất một tốc biến của Noa thôi, nhưng không, Razok đã là người phải mất thêm một cái tốc biến nữa. Lehen đi quá ác quỷ thì chứ. Một con Nami mà thôi, nó không quá quan trọng với đội hình của Gen.G Sport. Bên phía của Fnatic họ đang muốn tiến sang bên kia để có những động thái cướp rừng, nhưng những gì mà tôi thấy những pha xử lý của họ hình như là sang chấn tâm lý. Bây giờ tôi nghĩ là họ cần set up được những pha giao tranh tổng. Oh, Ren nha. Là một đội hình giao tranh rất mạnh của Fnatic với một chiêu cuối của Poppy hoàn toàn có thể xoay chuyển được cái pha giao tranh này. Bạn chỉ cần hất được Chovy hoặc là hất được Kin về thôi, nó sẽ là lợi thế cho Fnatic trong những tình huống giao tranh. Khi mà bây giờ ngưỡng sức mạnh một đồ cũng đã có rồi, đây là lúc để họ có thể tổ chức những tình huống băng trụ. Ví dụ như pha nó đè nó đi dí thằng bay. Mặt là cấp độ 6 với cái chiêu cuối của họ. Pha tích thực ra cũng đánh đúng mà anh em. Tức là sau khi ván 1 thì chúng ta thấy rất là rõ ràng, như mình đã tư vấn cho pha tích là phải đánh xoay quanh đường dưới. Nhưng mà vấn đề các bạn biết gì không? Là đường giữa thằng Chovy nó áp lực quá. Tức là Fnatic biết là mình cần phải đánh xuống đường dưới, nhưng mà Humanoid nó kêu cứu anh em. Rõ ràng Gen.G là đội có lợi hơn bởi vì việc
Cái vấn đề ở đây là cái áp lực của thằng Chu Vi nó lớn quá, là Humanoid nó bị ngợp. Và nó phải kêu thằng Razok ra cứu. Chứ không phải là pha tích không biết là phải đánh xuống dưới. Nhưng mà cái áp lực từ Chu Vi nó gớm quá, cho nên là Razok nó phải ra cứu là Humanoid. Trong những tình huống như vậy, bởi vì bất kỳ một vị tướng nào khác vào phây check hoàn toàn có thể bị bốc hơi dưới sức sát thương của Ba Điền. Đẩy luôn chơi khô máu, muốn solo kill, Oxygen có một lớp giáp, anh ta đứng gần trụ và tạm thời có thể thoát tình huống này. Vừa rồi chúng ta thấy được một tín hiệu tốt đến từ Fnatic, đó là họ hơn được bên kia hai lớp giáp trụ anh chưa? Tốt quá. Nhưng mà vậy là ok rồi. Không phải nói thua Chu Vi có hả mấy lính à? Rút được 650 vàng. Mà thích đánh hay mà anh em. Má hoàn tất đánh hay á. Anh còn dự đoán trận này 3-2 mà. Các bạn thấy mới vắng 2 mà Genji nó phải đưa cả Khazix với Orion Son ra đó. Kiểu đây, Chu Vi, anh ta di chuyển. Những bước di chuyển đến từ Humanoid bây giờ anh ta sẽ là người chủ động di chuyển xuống dưới trước. Nhưng phía sau Chu Vi không phải là không có người. Nguyên một con cào cào đây. Khen nhìn tới, nguy hiểm chưa? Không có thông tin. Humanoid không. Nhưng mà nuôi boss mình nghĩ là cơ hội lớn nhất á. Nhưng mà vấn đề là nếu mà không ra giữa giữ áp lực thì Ken nhìn với Chu Vi chắc đập thằng người noi ra bão quá. Tầm nhìn Humanoid không hề có một chút nào ở phía sông. Không biết ca nhìn ở đâu. Và vừa rồi là Noah cũng là chúng ta làm rất tốt. Không có tầm nhìn ra Humanoid, thấy đối phương thả siêu cuối. Không dám. Pha tích vẫn đánh tốt nha, trên lệch không nhiều đâu. Hơn ngàn là vẫn đánh được thoải mái. Xoáy đẹp là vẫn ok. Razok ra đây. Anh ta sẽ gắn cầu cho Razok để Razok đi phá tầm nhìn. Xoáy đẹp vẫn ok. Thực là đội hình của Fnatic họ đang thua nhưng chưa quá nhiều. Đúng. Và một cái điểm lợi đó là cặp đôi Lucian cùng với Milio vẫn đang có những pha trao đổi tầm ngắn với sát thương cũng là nhỉnh hơn dành cho. Chu Vi. Anh lắc chạy rồi. Anh ta sẽ phải nằm xuống cái tường này và mang theo gục rơi vào tầng khu mình nói. Nhưng nửa trên đang là bên phía của Genji lấy được trụ một đường giữa của Fnatic. Anh ta bị giặt ra. Ui, Noah 2 triệu chịu không nổi rồi. Bắt buộc phải lùi về. Bây giờ thì cần phải làm nhanh ở đường giữa này để có thể lùi về, bởi vì Razok đang di chuyển ra cánh giữa. Nhưng đây chiêu cuối tốc biến khá đẹp. Đâu sử dụng chiêu cuối để đi di chuyển đến từ Jun và đó là giúp anh ta thoát về. Nó bị mất tập trung anh em, phá ra chung về đi, mất tập trung thì phải. Một pha cứ ngỡ như là Pay có thể rút được tiền lần thứ hai rồi. Nhưng mà những cái động thái khu vực đường giữa đã khiến cho Fnatic dù có được mà hài cùng đường giữa đối phương, họ cũng không tiến ra được rồng sau một tình huống mà Kim đã sử dụng dịch chuyển xuống dưới. Và Genji sau pha này họ lấy được rồng, họ lấy được một người giữa phương rồi. Xong nói thế rồi bạn ơi, bị đẩy qua bên kia đó, chơi cô mẫu mình rồi, đang cố gắng bỏ chạy, mất tốc biến là chạy. Nhưng Kim trời ơi khỏi nói rồi, ra sót bị chân lại bán nguyệt thương mà tôi cũng đi luôn. Bán nguyệt thương thì bên kia có nguyệt đao rồi anh Thiên ạ. Ca nhân cầm nguyệt đao và kiếm mù lượng sát thương là quá nhiều. Okay. Và đó là một pha mà Humanoid đã bấm dịch chuyển một cách quá hớ hênh, anh ta đứng dịch chuyển quá nông. Nếu anh ta đứng sâu vào trong tầm trụ thì may ra. Còn đây, Poppy này làm gì con rồng này? Ê, solo kill. Oscarinin. Nghe thốn thật sự. Đấy là may mà Chu Vi đã mất tốc biến ở pha trước đấy. Nhưng đây, lại một lần nữa các bạn có thể nhìn thấy cứ qua phút 15, cứ qua phút cái giai đoạn mà đi đường là Genji là đội nhỉnh hơn với những pha di chuyển của mình. Họ di chuyển đảo người trên bản đồ quá. Tao mình nghĩ là khi mà đã Kim nó cầm vô con Sante, xong rồi Ken nhận cầm Khazix thì là mấy thằng còn lại Genji chiêu được. Mới chiến thắng hay vừa mới làm được một cái gì đấy. Thoải mái nhẹ nhàng. Công ngay lập tức thì Fnatic ở vào một thế rất khó để thở. Đây là game tự nhiên cảm giác nó có thể chơi được dễ. Qua 5 phút nữa game nó nhẹ. Là họ chơi bằng cái gì? Khi mà Khazix sẽ ba đổ và Chu Vi cũng sẽ là như vậy. Humanoid di chuyển nó pha này có khi là đi luôn nha. Anh ta vẫn đang thật sự cẩn thận với những cú điều cầu của mình. Cái vấn đề là từ nãy tới giờ Humanoid có phải là shopping không? Khi anh ta bị bắt những cú rất là khẩn. Razok đi cùng về hỗ trợ. Và một tình huống lao lên với W của Chu Vi. Ép Humanoid phải lùi về, anh ta bắt buộc phải đi đường khác. Cảm ơn ép cho K nha, chút xíu đọc lại donate nha. Việc đó là kiểm soát. Oscarinin nỗ lực lấy được cái trụ một khu vực nửa cánh dưới. Nhưng anh ta đang bị Kim giữ chân lại. Hai chất tướng này có solo được không? Oscarinin vẫn tiếp tục tìm kiếm chủ động người của Kim, nhưng Kim đang thấp máu hơn. Oscarinin đang cố gắng chạy về, nhưng ê, thằng bay tới nữa kìa. Lehen, anh ta bị đẩy ngược về, một cú mở đường không chính xác. Oscarinin vẫn còn có thể chạy được về. Nhưng bây giờ người nói tỉnh. Wow, nhìn cái bụi ghê phết. Con mắt màu đỏ cắm sâu bên trong rừng của Fnatic rồi, nhưng lại không có một con mắt màu xanh nào quá được bên sông.
chỉ có một con mắt ở khu vực bùa đỏ mà thôi. Razak cũng là Junta cũng phải ở đây để bảo vệ cho Humanoid cố gắng lấy những cái trụ một ở khu vực đường trên này. Bây giờ phải có những cái CC cứng đến từ Erotic và họ phải để nguyên đó, họ tấn công vào con rồng. Khi mà rồng khạc thì dùng những cái CC đó để cancel những cái tình huống BW cùng với cái Q của mình. Còn không thì lượng sát thương của Renson có thể gây tới thời điểm hiện tại là cực kỳ nhiều, với 1.5 ngưỡng trang bị là 1.5 đô rồi. Bây giờ ta đang chờ để cho có thể hoàn thành cái mặt ván này. Pha tích vẫn ok nha anh em, vẫn ok nha. Bây giờ tại vì có Xin Zhao, Bobby với lại Ori là một cái combo giao tranh khá là mạnh. Nó vừa phá giao tranh, nó vừa đẩy một thằng về, xong nó vừa xoáy được nhiều người á, thì vẫn có cơ sở. Vấn đề là bây giờ đánh giao tranh có tốt bằng tụi Genji hay không thôi. Làm được tới mức này là ghê lắm rồi đó. Chiêu cuối phá giao tranh cực tốt và đem về lợi thế về người. Nhưng ở giai đoạn này các bạn có thể nhìn thấy là 21 phút thua có hả, chưa tới 3.000. Tốt lắm rồi đó. Nào để giao tranh cả. Và Genji từ chối giao tranh từ nãy giờ khi mà họ chưa hồi lại những tốc biến. Chovy với cả Canyon chưa hồi lại tốc biến nên họ cứ thế họ chiêu chiêu mà thôi. Họ không đâm sâu quá, họ không tấn công liều lĩnh, họ chỉ farm. Và với lợi thế như này thì họ farm sẽ là lúc mà họ mạnh nhất. Rồi, bây giờ cả hai đội đang chủ động chơi chậm lại chăng? Nhưng tôi nghĩ bên phía Genji đang là đội né giao tranh vì những cái tốc biến quan trọng họ chưa có. Và họ sẽ chơi chậm và bên phía Genji thấy không làm được gì cả. Chính xác. Cố gắng đánh nhau nhưng không làm được gì. Ôi, Razok ơi, tiến vào cái bụi chết chóc quá rồi. Mất tốc biến để chạy, mất luôn bán người thương. Cái vấn đề là tại vì nửa cây sau một cú combo sẽ phải có người vô check anh em. Chưa tính đến cái lượng sát thương. Không người này thì người kia. Đó là một pha. Ý là không phải là tụi nó ngu đến mức mà tụi nó không biết là nguy hiểm. Nhưng vấn đề là nó tối thui tối hù à. Rồi W lao lên muốn tấn công Noa. Các bạn hiểu không? Đây không phải là lỗi, đây không phải gọi là tự nhiên đi lỗi, mà vấn đề là tụi Genji nó phá hết mắt rồi. Cái áp lực phải lấy tầm nhìn khiến cho tụi nó phải đi những cái pha như vậy. Chiếm thẳng vào rừng đối phương, những cái trụ vàng ngoài đã mất gần hết rồi, còn trụ một đường trên mà thôi. Đội hình Fnatic bây giờ rất khó. Các bạn phải phân biệt là lỗi không ai làm gì cũng lỗi, hay là bên phía đối phương ép mình vô thế phải phạm lỗi. Cứ phải liên tục di chuyển vào rừng. Anh em nào mà coi tennis á thì anh em sẽ biết một cái thông số gọi là unforced error. Tức là những cái lỗi mà không ai làm gì á, kiểu như giao banh lỗi nè, hay tự mình đánh hỏng á. Nó khác với chuyện là đối phương đánh hay quá ép mình phải lỗi. Chủ động bước lên, họ bị kẹp rồi, họ quay ngược tấn công một người Kenyon. Xin cái tốc biến, xin nó cái tốc biến. Làm chậm Kenyon dùng chiêu cuối để chạy. Jun cùng với Noah đã cố gắng đuổi và Kenyon mất tốc biến để lùi về. Tiếp tục theo đuổi, đó là lần đó hay nè. Có bài hạ gục thành công. Hạ gục được thành công Kenyon rồi, Chovy quay ngược trở lại với dịch chuyển. Kim cũng như vậy. Bên phía của Atlantic muốn kéo đối phương ra Baron. Chính xác, đây là cơ hội giao tranh này, nhưng Oscarini cũng đã vòng sau rồi. Một pha này nếu mà Genji Sport không để ý thì họ hoàn toàn có thể bị tấn công. Pay đang đứng trong tầm tấn công của Oscarini nha. Và họ biết điều đó, Lehen đã kiểm soát được tầm nhìn đây rồi. Rồi, Kim là người chủ động lao vào. Anh ta chị cắt được không? Cực kỳ nhiều. Quá tốt luôn nè. Trời thấy được tung ra. Kim cố gắng lùi về. Lượng sát thương Genji trả ngược cũng nhiều. Anh ta sử dụng chơi khô máu đẩy ra sóc về. Ra sóc chủ động lao lên. Rồi một chiêu cuối tiễn đu lên bảng. Một rìu, hai rìu. Và đó là hơi thở hỏa tinh tiễn Oscarini luôn rồi. Người 5 đánh 4 vẫn không được mọi người ơi. Để mọi người quay lưng bước đi. Thằng Genji nó khỏe điên. Biết ông Thảo. 5 đánh 4 chuyển thành 3 đó đánh 5 luôn mà. Nhưng mà vẫn không được. Là 3 đánh 5 bởi vì Oscarini đã hất được Pay về. Nhưng cái vấn đề là ngay khi mà Fnatic muốn giao tranh ngược trở lại thì các bạn nhìn thấy những thành viên mà chính xác, bởi vì họ không đánh được cái pha mà Pay vừa mới bị đẩy về. Cái 4 người còn lại của thứ hai, 4 người còn lại của Genji ấy là đứng tách nhau ra, không ai đứng gần ai cả. Và như vậy là bên phía kia không biết dồn sát thương vào ai. Chúng ta có thể nhìn thấy khai thứ ba thi đấu này. Pay bị hất về đúng không? Cảm ơn Ten Hag nha. Đấy, chống cự. Và rồi cái lượng thằng kia nó tính đam của Sante kinh quá anh em. Làm chậm của Chovy. Nó tiến lùi rất là hợp lý, nó biết là cái nó có thể chịu được tới mức nào. Tập với nhau thì cú lốc xoáy tử vong này nó lại đem về tiền cho Pay mà thôi. Các bạn anh em phải lưu ý nha, con Sante bây giờ là con tướng không phải là dễ chơi đâu. Nó không còn như cũ. Tất nhiên nó vẫn có những tình huống mà các bạn cảm thấy con tướng này rất là mạnh. Nhưng mà vẫn phải yêu cầu đánh hay á, chứ đừng có nghĩ là đánh Sante là thắng. Tốt nè. Nhưng đó là Hody kỳ bí cực kỳ khó chịu. Cũng mình nói được góc. Anh ta mất xoáy rồi. Kim trong chuyện sát thương. Kim lùi về. Và bên phía của Genji họ mất một người, nhưng họ vẫn muốn đánh khi lượng sinh thực là quá nhiều. Và đặc biệt là Kassate. Một cú chiêu cuối. Đây là 3 đánh 5 khi Kassate bị đẩy về rồi.
chiêu cuối được tung ra bởi Lê Hèn và con rồng vẫn đang còn đó. Chu Vi áp lực Humanoid. Kiếm Humanoid, Humanoid cố gắng bỏ chạy cùng với người đồng đội của mình. Gersante đã quay ngược lại, một thế bóng đã nằm. Razok chủ động lao vào tìm kiếm bay, bay mất tốc bí để chạy, bật mở đường tìm kiếm Razok. Đó là chiêu cuối để chơi của bóng Razok về. Razok khô queo, ôi không, còn sống. Chu Vi luồn ra sau, dịch chuyển ngược trở lại. Chu Vi bị tấn công, Chu Vi dùng chiêu cuối tốc bí ra play bởi Noah. Chu Vi nằm xuống rồi. Fnatic có cơ hội để ăn rồng. Oscarinin zone đối phương. Họ tự đánh hay quá anh em. Đó là những điều mà chúng ta cần thấy ở. Họ tự đánh hay quá. Cái pha giao tranh nhấp nhả mà họ đã làm quá tuyệt vời ở pha thi đấu vừa rồi. Họ bắt được Canyon trước giao tranh, họ có lợi thế về người. Họ sử dụng chiêu cuối của Oscarinin và thực ra chiêu cuối đấy nó cũng không có nhiều tác dụng lắm khi mà đẩy được Kin về thì sau đó là Oscarinin thấp máu. Nhưng cái cú mà biến về được và dịch chuyển ra của Oscarinin lại tạo lợi thế về người. Và khi mà Oscarinin đến thì Chovy bắt đầu có một pha thi đấu hơi nóng vội. Anh ta muốn tấn công vào Jun ở cánh đằng sau thì Noah đã thấy được rằng chỉ có một con Odinson ở đây thôi. Anh ta dồn sát thương ngay vào Chovy, tốc biến để outplay cái cú màn trời giáng thế của Chovy ngay lập tức, khiến cho nguồn sát thương mà có thể nói là đau nhất của Genji ở thời điểm hiện tại phải lên bảng điểm số. Đấy là nguồn sát thương phép. Còn trong khi đó Pay cái tầm này anh ta không thể nào mà băng vào được để gây sát thương ở trong pha giao tranh vừa rồi, bởi vì bị khép góc hoàn toàn lại bởi Xin Dao với cả một con Poppy sau đó dịch chuyển ra nữa. Khen được không ta? Vừa khen Erotic phát họ giao tranh thắng luôn, họ chủ động tìm tới giao tranh. Yeah. Vì đội hình họ giao tranh má nhìn con Raven ba món này nhìn nó hơi áp lực nha. Cũng là những pha di chuyển lỗi từ Canyon và bên phía Noah của Jun đã có những pha bắt bớ cực kỳ hay. Kin bây giờ sẽ chủ động đẩy ở vùng dưới, anh ta có dịch chuyển. Bây giờ thì Kin thực ra vẫn đang có phong độ rất tốt nhá. Chúng ta có thể nhìn thấy anh ta che chắn lượng sát thương. Có cung xanh ở con Raven vừa cầm cung xanh nha, thằng Oscarinin nha, cẩn thận nha. Có cái một cái vấn đề đấy là Raven vừa cầm cung xanh rồi đó. Điều tương tự, anh ta tận dụng được cái giáo thiên ly của bản thân mình để có thể cố gắng sống sót trong tình huống dồn sát thương của Genji. Và khi mà Genji dồn sát thương xong rồi, họ lại không có đủ lượng sát thương để tấn công vào những Lucian. Bây giờ cái tầm mình nghĩ là tầm này thì châu Âu mới có cơ hội bất ngờ thôi. Mình thấy là những gì mà Fnatic đang làm rất là tốt nè. Nếu mà thật sự điều tụi Yichu nó cũng đang phong độ cao á thì tụi nó cũng sẽ là một đối thủ khá là khó chịu á. Với tầm đánh nó xa hơn như thế này. Sẽ tra Tiger nha. Toàn có thể băng lên tấn công sau những tình huống vừa rồi, cấu máu trước và sau đó là tận dụng cái khả năng hồi phục lại của Nido. Mình thiên về Baia hơn nha. Bên phía của Erotic họ đã thu được con rồng, họ thu được những mạng hạ gục và đặc biệt là họ lấy được cái phép hỗ trợ rất quan trọng đến từ Bay. Nhưng mà Chovy thì anh ta không có tốc biến. Trong tình huống bị outplay bởi Noah thì Chovy cũng không có tốc biến. Cho nên bây giờ họ phải làm những đoạn này là pha tích tốc biến. Oscarinin cũng rất còn nên đánh. Họ phải tìm kiếm vào người. Tại vì thằng Bay nó đang không có tốc biến. Nhưng vấn đề là đang không có cớ, không có mục tiêu nào hết. Không hay đâu bạn ơi. Ui, thật sự. Thật luôn. Khi có Humanoid ở đây, Ken nhìn đầu lắm á nha, đầu nha, Raven rất là đầu nha. Rồi, tiếp tục tấn công người của Kin. Kin lùi về với bản đồ linh hồn rồng gió này, ta không hề sợ gì cả. Sẽ di chuyển vào những cái bụi tăng tốc độ di chuyển và lùi về thành công. Nhưng mà rõ ràng không phải vừa donate nha. Khi mà có Orianna đứng ở sau, tầm này là bên phía của Fnatic rất cần phải đánh nhau, nhưng vấn đề là tụi Genji nó sẽ chẳng có lý do để nó lao vào đánh nhau 5 năm hết. Khi mà con Raven của nó không tốc biến, cặp bot đó không có tốc biến. Rất khó để bị dồn chết bởi một con Khazix bên phía bên kia. Trong khi đó Humanoid luôn luôn sẵn sàng. Bản đồ lại không có mục tiêu nào, cho nên Fnatic có năng nỉ cỡ nào, chắc ôn chửi cỡ nào thì Genji nó cũng không đánh nhau đâu. Lúc này Khazix của Canyon chính ra lại rất khó để chơi này. Anh ta kiểm soát tầm nhìn tốt, nhưng bây giờ cái bản chất của một con sát thủ như Khazix nó khiến cho những sát thương lan đến từ Fnatic có thể dễ dàng kéo máu anh ta xuống thấp và để rồi có thể bị hạ gục với những tình huống sử dụng lệnh sóng âm. Bây giờ thì Canyon các bạn giấu tên nha, phải có những góc vòng sau để đối phương chủ động ở trước thì anh ta mới có thể can thiệp vào những chất tướng yêu máu như Orianna, như là Milio và thậm chí là một con Lucian. Chứ anh ta lao thẳng vào thì đội hình của Fnatic có gì? Họ có Xin Dao, họ có Poppy, họ sẽ tấn công thẳng của người ta, không e sợ gì cả. Vâng, nhưng mà với cái đà mà trận đấu này diễn ra, bán đấu này diễn ra thì tôi nghĩ rằng cái cặp BO5 này chắc chắn là sẽ dài hơn so với cặp BO5 hôm qua rồi. Đấy là một tin mừng của chúng ta. Chúng ta cũng cần có những cái như mấy thằng Liquid ở giai đoạn giờ ăn cơm. Tôi biết có nhiều bạn đã bới cơm sẵn rồi. Thì đây là giai đoạn để các bạn có thể ăn được nhiều bát cơm hơn. Cái pha replay cái chiêu cuối của Raven vừa rồi cái nghĩa gì ta? Nó chỉ cản tình huống biến về đó từ video mà thôi. Nhưng mà lượng sát thương cũng là tương đối nha. Ở thời điểm hiện tại cũng đang là 199 sách rồi. Nghĩa là dưới 200 máu bạn sẽ bị kết liễu luôn. Đó là một cái ngưỡng sức mạnh mà Pay có thể đem ra được, đe dọa được Jun. Jun không phải là một sát tướng nhiều máu gì cho Cam.
Milio là một chất tướng khá là yếu ớt ở trong những pha như vậy. Nhưng Canyon một lần nữa ta bị tập trung vào, bắt buộc phải dùng nhảy để thoát đi, sử dụng cả chiêu cuối và nó tốt lên tiếp cận. Canyon ơi, wow, Erotic quá hay, chính xác là như Erotic vậy. Erotic rình rập cực kỳ hay. Và Canyon bỗng dưng trong bán chiêu thứ hai, ta là mắc xích yếu nhất mà Viet Erotic có thể khai thác vào. Ghê. Tốc biến của Razok đã khiến cho Canyon bất ngờ, và tiếp đó đó là một cú lệnh sóng âm rất đẹp của người Kín. Cứ tốc hành lên, muốn đánh, đó là chiêu cuối đến từ Chovy, sát thương cực kỳ nhiều. Xã ngược thanh trừng, đó là bán người thương để ngăn cản. Xanh tê kìa. Chovy lướt lên, Chovy khạc, còn không Chovy bị hất tung. Chovy bị hạ gục trong tình huống này. Nhưng mà thằng bay, bay. Một rìu hạ gục thành công Oscarinin. Và bên phía bên giết Canyon sao bị mất cái lệnh sóng âm anh em. Vẫn còn đó, anh ta vẫn còn vùng vẫy khi Chovy đã nằm xuống rồi. Và bay tìm kiếm một người hôm nay. Xoáy phải xoáy mới giết được Canyon. Với vùng tăng tốc độ chạy của rồng gió. Đó là khi mà Kim đã hết kiên nhẫn với những người đồng đội của mình rồi, khi mà Canyon và Chovy đều chưa có thể có được một mạng. Chào Hưng nha. Thì Kim quyết định là thôi để tôi tự làm. Pha thi đấu vừa rồi là một pha mà lâu quá không gặp, đã mất Canyon rồi. Facebook không thấy cập nhật gì hết. Đã là một tấm lá chắn hoàn hảo cho Pay có thể xả được lượng sát thương. Với một con Raven đã có 4 món đồ lớn, Raven ở thời điểm hiện tại vẫn đang là một thời điểm anh ta mạnh mẽ, bởi vì anh ta hơn hẳn một đồ so với xạ thủ của đối phương. Chúng ta có thể nhìn Canyon mất cái lệnh sóng âm rồi anh em. Về cơ bản là nó không phải là 5-4 mà nó sẽ là 4.5-4. Khi mà Orianna không còn lệnh sóng âm thì cái áp lực của nó giảm đi rất là nhiều. Thằng Bay rất là dễ chơi. Canyon không thể phản ứng được và không kịp mở Oren nha. Nhưng sau đó lại là một pha. Các bạn thì nhìn thấy Kim đã làm quá tốt trong việc làm tấm chắn ở đằng trước cho Pay có thể xả ra thương. Với một lượng sát thương cực lớn và với khả năng cover làn của Lehen thì Kim anh ta băng thẳng lên, anh ta làm tiền đề cho Pay có thể bắn một pha như con Ori mà không có R con Raven dễ chơi game lắm. Được Loa là xong. Và sau đó Pay có thể dọn dẹp hết những pha làm sạch. Tại vì tầm hoạt động của con Raven nó cũng hơi ngắn á. Sai lầm rất lớn do tranh với dạng chơi không máu, nhưng Noah đang bị bắt, anh ta bước cũng biết được chạy về. Canyon đánh lão nè. Ấy da. Đó cũng là một pha thi đấu mà tí nữa thằng Pay nó lại liếm. Cho mình là cái chiêu cuối rồi. Canyon đánh rồi hơi láo nha. Đổi lại là tốc biến của Noah cũng là một phép hỗ trợ rất quan trọng. Nhưng Canyon cũng mất tốc biến rồi. Tốc biến của rừng đổi lấy tốc biến của xạ thủ. Nhưng ở thời điểm hiện tại tôi cảm giác được cái tốc biến của Noah sẽ quan trọng hơn. Một bạn ơi, bị kích cả khiên băng liên tục bị làm chậm bởi ngang tay băng giá. Razok tới, đang muốn hỗ trợ đồng đội của mình. Kim bị làm chậm, Kim bị tung lên sông âm, Kim bị đẩy vào tường. Nhưng Kim vẫn còn tồn tại được. Chuyến này Kim đi rồi. Game gì bắt đầu ẩu á, bắt đầu ẩu đó. Giá trị cho Noah. Một pha có lẽ là khi bắt đầu ẩu đó nhưng mà vẫn mất lệnh sóng âm nha anh em. Không có cho mình tốc hành, đồng đội ta thì chưa đến. Vẫn mất lệnh sóng âm nha. Tình huống vẫn như vậy. Những cái kỹ năng hỗ trợ tầm xa như là cái đại hồng thủy của Razok. Razok sử dụng bãi nguyên thương để chạy. Sau khi mà Chovy đã tung rất nhiều chiêu cuối nhất. Hay kìa. Bị bắt rồi. Anh ta sử dụng nhảy thoát và ui thiếu viên đạn. Nhưng Canyon cứ thi đấu như thế thì tôi thấy rất sáng cửa dành cho Enotic để có. Chạy nói ơi. Nếu như họ vẫn thi đấu nói chạy nói. Thấy chưa, tôi dự đoán 3-2 là cũng có cơ sở. Mặc dù cơ sở đấy nó hơi thiếu một tí. Nó hơi Canyon. Nó hơi bị Canyon một tí. Nhưng mà nó cũng là có. Ui. Sống sót được thú hồn. May nhá là bởi vì trước đấy nội tại chỉ còn có 73 thôi. Nên đấy là một nội tại. Nè nha, mấy thằng nha, thằng Kim, thằng Canyon, thằng Chovy. Mày bấp bẩn cho thằng về em bội đúng không? Nhiều tiền so với đầu game đang đánh rất là chắc chắn, xong rồi xuống nhường cho em bội được một mạng. Xong rồi Canyon giờ 0-3, nó lộn 2-3, Chovy 0-3. Đẩy một cái MVP cho hả, Su Hoan đúng không? Thì cái sức mạnh của con Raven nó lại bị xóa nhòa. Nhìn là có dấu hiệu bấp bẩn rồi đó. Pay với lại Kim gánh nè. Khi mà mid cùng với rừng liên tục lỗi. Nhưng phải nói là Fnatic vẫn đang thi đấu khá là tốt cho tới thì hiện tại. Nhưng cái bụi đó là một bụi vô cùng chết chóc nè. Razok cần phải cẩn thận. Nhưng anh ta vẫn là một con xin dao. Được một cái là có bán nguyệt thường. Chính xác. Bây giờ ta có thể có bóng vuốt Serac nữa. Thì đây sẽ là một con xin dao hoàn toàn có thể đứng đằng trước. Trong khi đó lúc này Oscarinin, con Poppy của anh ta ở giai đoạn Razok này. Razok tiếp giai đoạn tấn công của Canyon. Cái thế này đúng là trúng nó từ Razok. Chính xác. Tôi đang muốn nhắc đến con Poppy của Oscarinin bây giờ rất khó để chơi ở thời điểm hiện tại. Anh ta bây giờ chỉ là cố gắng để làm choáng đối phương mà thôi. Còn cái khả năng chống chịu, khả năng băm bổ và giao tranh so sánh trực tiếp với Kim bên phía bên kia chắc chắn là không bằng. Cái khả năng chống chịu của con Poppy là có, nhưng sẽ không có đủ lượng sát thương để đe dọa vào tiến sau. Nhưng ở đây
Moren nha, rồi thoát được chiêu cuối của này. Mất cái R rồi. Quay ngược lại tấn công luôn. Anh ta tấn công. Quá là phát cân 3 cân 4. Một cái chiêu cuối hơi thở kín vào. Kín vào cái quá nhiều sát thương. 1 cân 4. Ui, đó là hai cùng xạ thủ. Còn tương gì thế này? Loa tôi nghĩ là đang bấm biến về xong phải đưa tay lên về phải. Nhưng mà đã bấm được à. Loa nó trời ơi. Loa nó bị giật mình à. Tôi đã bảo bởi vì Loa sau khi pha xử lý vừa rồi anh ta đã phải đưa bàn tay ra để bẻ cổ tay. Thì trong cái lúc đấy tự nhiên lại có cái lốc xoáy tử vong đến. Thế nên là để tay xuống bàn phím thì nó bấm nhầm. Chắc chắn là như vậy rồi. Bởi vì không có một xạ thủ nào sau một pha xử lý kinh dị như thế này mà bạn thể giữ được bình tĩnh cả. Bạn bấm biến về xong là bạn có lẽ là sẽ muốn giãn cơ một chút. Và cái đúng lúc giãn cơ đấy thì lốc xoáy tử vong đến. Đúng không? Cái pha vừa rồi của Noah là tôi liên tưởng tới những cái pha TikTok thôi không sao. Hơi chậm kìa. Nhưng mà anh ta hơi hoảng. Hơi hoảng thôi. Nhưng mà lúc này các bạn có thể thấy được là Noah vẫn đang làm rất là tốt. Đây mình fan nữ ở dưới mà cười được người. Anh ta vẫn đang có một lượng sát thương tốt. Chỉ là anh ta thua tiền quá nhiều so với Pay thôi. Pay bây giờ đã chính thức là full đồ. Đây sẽ là một lượng sức mạnh rất đáng gờm của xạ thủ Gen.G Sport. Nhưng còn áp lực điểm điên cần phải để ý đấy là Canyon ở thời điểm hiện tại sẽ càng ngày càng mất đi cái tác động với một con Khazix như thế này. Đó là chất tướng sát thủ, nhưng đội hình bên kia là đội hình đánh từ trước ra sau khá khỏe và có được nhiều công cụ bảo kê. Em đã tích tầm này đánh được rồi, họ chỉ cần đứng không ở vị trí thôi, đội hình này đi chung với nhau đánh giao canh khỏe xác và họ sẽ không được để hở những khoảng trống trong Khazix của Canyon được chơi game. Làm từ nãy tới giờ là công thức đúng. Razok đi đầu, Razok cầm theo cầu. Thì như vậy những cú sấy của Orianna trong tay của Humanoid nó khó hụt được. Nhưng bên kia cũng có một công thức, đấy là Kim đứng đằng sau. Và Kim đứng đằng sau này cực kỳ áp lực. Các bạn có thể thấy quả Kim tạt cánh với một con Kasate tầng 5.000 máu này thì hơi khó để cho bên phía Fnatic có thể đứng lại ở khu vực đường giữa. Và khi con rồng đang rất là khỏe nha, ấy, họ rất khó để bước. Cơ hội duy nhất của Fnatic là sấy trúng thằng Bay. Nhưng để Humanoid làm sao Humanoid và Razok hoặc là thằng Oscarin phải làm gì đó làm sao xoáy trúng thằng Bay thì còn cơ hội. Thằng Bay đang cầm tiền rất nhiều. Con rồng vẫn còn đó, sẽ là con rồng thứ 5. Đúng không mà vừa đối đánh nha. Áp lực linh hồn rồng giữa Genji, bên phía Genji bắt buộc. Nhưng mà thằng Bay nó còn tốc biến. Không dám di chuyển ra, họ vẫn chưa clear được lượng tầm nhìn. Kim vẫn đứng đó, Ken nhìn đứng một bên. Đây là một cái thế hướng. Bên phía Cho Vi lao lên, anh ta sử dụng chiêu cuối. Kim lao thẳng vào, Kim một mình chấp ba. Anh ta đang bị tấn công, nhưng anh tấn công ngược lại người của Jun. Anh ta được cân 4, anh ta cân 5, nhưng anh ta bị cân ngược lại. Kim nằm xuống. Rồng vẫn còn rờ kìa, Humanoid vẫn còn rờ, Humanoid vẫn còn rờ, Humanoid vẫn còn rờ. Sẽ quay lại với 5 người. Humanoid vẫn còn rờ. Máu của Jun là không còn nhiều. Nhưng bên phía của Genji họ cũng mất đi khá là nhiều công cụ quan trọng, đó là chiêu cuối của Cho Vi rồi. Thanh trường xả là Lê đang cực kỳ thấp máu. Anh ta cần ui. Với một lượng máu rất đủ đầy, sẵn sàng tốc biến. Ken nhìn phải thật sự cẩn thận, vì anh ta sẽ là mục tiêu của Oscar nên có thể nhắm vào. Vấn đề là bây giờ ui ôi lên. Ây da. Anh ta tìm kiếm ai đây? Họ có lượng tầm nhìn phía sau. Ken nhìn Noah lướt lên tấn công thẳng người Kenyon và Kenyon bắt buộc phải lùi về. Anh ta vẫn còn tốc biến. Bên phía của Oscarinin đang giữ tầm và Humanoid quay ngược trở lại. Rồng này có hơi sớm hay không đó. Kenyon và Kenyon bắt buộc phải lùi về. Anh ta vẫn còn tốc biến. Bên phía của Oscarinin đang giữ tầm và Humanoid quay ngược trở lại. Rồng này có hơi sớm hay không, nó sẽ giành được phía của Enotic. Họ đang kiểm soát. Bên phía Genji bắt buộc phải lùi về. Trong rồng gió nè. Pha thi đấu vừa rồi đấy là cú chiêu cuối quá đẹp của Oscarin. Anh ta đứng chịu sát thương của rất nhiều thành viên Gen.G. Sau đó anh ta hất được cặp đôi đường dưới của Gen.G. Rồng gió gì kiểu ý nghĩa là kêu gọi ra giao tranh thôi. Điểm của Chovy của Kim là không đủ. Không phải ra điều kiện thắng. Không đủ dứt điểm Poppy cộng với cả Xin Dao. Và đó khiến cho cái thế mà Kim đang 1-3 trở thành 1-5 khi toàn bộ đội hình của Fnatic bỏ qua lượng sát thương của Chovy và Canyon quay sang tấn công anh ta thôi. Và khi mà đã không còn Fnatic đang bị lỗ cái tốc biến nha. Lỗ hai cái tốc biến của bot. Cấp vương Mỹ Suya, Humanoid tiếp cận tốc biến lên tấn công thẳng người Canyon, anh ta tốc biến người về. Wow! Một lần nữa Canyon nằm xuống. Đây là cannot live rồi, không thể tồn tại bởi vì Fnatic dù có Aperon, game này hay thắng game này thì họ không cho Canyon chơi game. Họ sẽ tiếp tục tấn công của Baron này. Bên phía của Genji không có đường, họ sẽ phải làm gì? Chiêu cuối của Chovy không còn. Kim đang tìm kiếm một góc nào đó, sử dụng góc xoay tử vong. Kim lùi về, rồng đang khạc rất đau nhưng Baron giờ đem tích xoáy. Ui! Để lùi về, pha này có lùi. Về đi em đã tích rồi, đúng 5 người, 1 rìu. Sẵn sàng đi thứ 2, lao lên với Genji, đó chính là Chovy. Anh ta sử dụng chiêu E. Wow!
và làm chậm nhưng không thể khai thác bất kỳ bài gục nào đã từ Eratic. Cái thanh trừng trả ngược vừa rồi của Noah là quá đau khiến Pay hiện tại cũng không thể nào bước lên được. Pay đang có một ván thi đấu thành cái nhận full dam nha, cho nên nó cũng chết nhanh lắm. Là rút về chứ chưa có một pha nào mà người đang cái nhận full dam nha sẽ sử dụng để băng lên cả. Nhưng trong lúc đó thì thế lính đã đẩy xong cái trụ bảo vệ nhà lính của Fnatic ở khu vực đường giữa. Con Baron này của họ sao lính đang cái nhận trụ ba nhất là về mặt trụ so với Gen.G. Nhưng ở đường giữa này các bạn có thể nhìn thấy là quá nhiều thứ đang có gỡ trụ nè. Nằm xuống với mảng hàng của 1.000 tiền này, game cân nha, hai trụ là game cân, hai trụ là game cân, tiền ngang nhau, tiền sang ngang. Đang rất tuyệt vời với những nỗ lực của mình. Chovy đang tìm góc và bên phía của Eratic đang đứng co cụm lại, họ muốn tấn công và áp lực vào phía hai. Một lệnh sóng âm xoáy có một người à, không lời nha, không lời nha, không lời nha. Oscar đến bị khe, Chovy là bắt đầu có rồi cường hỏa rồi, Kenjin vẫn chưa cứu Rory. Quay bao nhiêu anh em, hai quay lính, hai quay lính mà có hai máy gạt, hơn một quay lính một xíu. Sử dụng màn trời giáng thế, cú rờ này cực kỳ đẹp, sát thương quá nhiều rồi, lượng sát thương gây ra là nhiều. Oscar đến chém em, Oscar đến cốc nít kia, con Kha'Zix nó chặn đầu rồi, con Kha'Zix nó chặn đầu rồi. Và bên phía của Bay đang cố gắng lùi, Razok lo lên, anh ta cân 4, Kenjin đứng kia, đang không giờ, Razok. Rồi con Kha'Zix này nó chặn khó lắm nha, khó lắm nha. Trời ơi. Hết rồi. Tốt hơn ván 1. Tốt hơn ván 1, thằng Lê hay làm gì vậy? Họ truy đuổi vào Bobby. Sư giả cầm búa, một rìu, hai rìu, giạt ra, lướt tiếp tục là Kha rồi. Chovy Rampage, không này, một mạng hào. Con Nami đi dí con Lucian 5 món. Bên phía của Genji là chiến thắng tuyệt đối vào trận này. Nhưng mà pha thi đấu này liệu có endgame được hay không? Đi dí con Lucian 5 món. Đó là một cú dịch chuyển để có thể bắt được vào Noah. Nếu Noah nằm lại đi luôn. Rampage. Để xem có lính không. Này try. Khi mà Pay đang đẩy lính ở đường dưới này và Chovy chắc chưa end được, nhưng mà cái nhà lính pha sau còn cơ hội ông ta. Nhưng đó là một pha giao tranh mà các bạn có thể nhìn thấy Chovy đã làm rất tốt với chất tướng Odinson. Anh ta bay qua tường, anh ta đặt được một cái hố đen và chiêu cuối quá đẹp mắt với dạng cường hóa của màn trời giáng thế. Và điều này đã khiến cho pha giao tranh tưởng như là hơi bất lợi dành cho bên phía Gen.G, nó đã trở thành quá lợi thế dành họ. Các bạn có thể nhìn thấy pha này rất khó để đánh. Cái R của Aurenson tới lúc này nó bự quá bự rồi. Mà vô cái góc giao tranh Sante nó cân kìa. Xong canh nhìn nó lòn sâu. Đấy là cái gai hơi không nâng. Đây là đẹp. Cái pha này là một trong những pha tiêu biểu cách đánh Kha'Zix hồi đó. Thằng Sọc nó cũng đánh khá nhiều cái kiểu chơi này nè. Tôi đã hy vọng rất nhiều là con Kha'Zix gai hơi không, xong cứ đi kế bên á. Đi kế bên khè đúp làm chậm. Xong rồi chài dắt mấy anh kia. Trận vừa rồi hình như nó đã quay ngược chiều cái thế trận vừa rồi. Rất đáng tiếc dành cho Eratic sau những nỗ lực không ngừng nghỉ từ đầu tới giờ. Nhưng đến cái giai đoạn này là khi mà giai đoạn cả hai xạ thủ đều phun đổ ấy, thì cái lượng chênh lệch về tiền mà các bạn thấy là Pay tạo ra trước Noah ấy, nó đã không còn nhiều ý nghĩa nữa. Bởi bây giờ cả hai xạ thủ đều phun đồ đều bắn mạnh với nhau. Pay đã bán giày để lên cho mình cái kiếm Mayobu. Bây giờ thì Noah thì cầm game con nha. Mình được một cái giày thép gai. Thì coi như là hai bên vẫn còn cái cú 70.000 tiền anh em, 70.000 tiền thì 10.000 hay là 12.000 thì nó không ý nghĩa lắm, tại lúc đó full đồ hết rồi. Genji vẫn hơn tiền, nhưng mà vấn đề là cái chênh lệch về tiền ở vào phút thứ 42 nó không còn ý nghĩa bởi hai bên full đồ hết rồi. Full đồ rồi. Cực kỳ khó, Chovy đã đến cái giai đoạn mạnh nhất của anh ta. Bây giờ ngưỡng sức mạnh Chovy sẽ càng ngày càng tăng, bởi vì anh ta sẽ gia tăng được nội tại của mình trong khi đó. Rồi, tấn công thẳng Kin. Nhưng sức chống chịu là rất nhiều. Kết tốc thành lên, không đấu bị Suria để tấn công vào người của Kin. Kin đang thanh trừng, nhưng đó là chiêu cuối. Mình nghĩ là pha tích lời á. Chiêu cuối của Chovy rất quan trọng. Kin còn dịch chuyển. Chiêu cuối Chovy rất quan trọng. Biến về để dịch chuyển ra. Pay đang chủ động di chuyển ra để kiểm soát tầm nhìn. Kin đã bắt đầu biến về rồi. Nhưng Chovy không còn chiêu cuối. Để xem thử là Eratic họ sẽ kia nó dịch chuyển ở đường giữa à. Bay bị bắn, Bay thẳng mặt luôn. Dịch chuyển, Kenjin phía sau, Kenjin tìm kiếm vào ai, Kenjin quay ngược trở về, đó là chiêu cuối đến từ Oscarini. Rồng dành cho riêng của Eratic, họ đang cố gắng dìu dắt nhau về. Oscarini đang che, Kin cũng vẫn đánh được, còn Rory và tốc biến lên, tấn công thẳng người của Lehen cùng với Bay. Kin đang giữ chân, Kin dùng chân khô máu, Kin một mình cân nằm, đó là Chovy lao vào. Chovy bấm đồng hồ để Ablay là số 5, Kin đã nằm xuống và view này Humanoid đang cố gắng chạy. Nằm xuống với sức ai có tốc biến thì tốc biến đi, ai có tốc biến tốc biến đi, ai có tốc biến tốc biến đi. Cả nằm trên thác. Nhưng đó là Suicide Squad rồi. Bay đang có đường sang cực kỳ cũng có được mà. Bị dồn vô tường răng bay nó tử hình. Rất khó dành cho Eratic những nỗ lực tuyệt vời, nhưng cuối cùng Night Try thất bại ở cái ngưỡng. Tràng pháo tay dành cho Fnatic. Đẳng cấp.
cấp giao tranh của Genji đã thể hiện pha thi đấu vừa rồi. Má ơi, Genji nó vẫn nhịn quá, nhịn hơn nhiều quá. Ba người và sau đó này, try, này, try. Anh ta không kẹt không lại trong hang rồng với Fnatic, mà Fnatic kẹt lại trong hang rồng với Kin. Và ở bên xung quanh các bạn có thể nhìn thấy bốn người của Genji đứng thành bốn góc, liên tục tung kỹ năng vào để Fnatic không thể chạy ra được. Muốn đánh cũng không thể. Bay giữ được cho mình cái tốc biến, câu được pha băng ra của Razok, hạ gục được người đi rừng của Fnatic. Và câu chuyện của một chiến thắng với Fnatic vẫn đang còn quá xa vời khi ở ván đấu thứ hai này. Vẫn là một chiến thắng cho Genji Esports dù là hơi lâu. Bên kia cầm lớp lăng rồi nhưng mình vẫn pick Golden Sun để nếu đối phương biến ảnh mình đặt cái hố đen ở cái chỗ biến về. Bên bạn có nhảy được không? Nó được một cái đó là khi mà lớp lăng lao lên sấp hụt thì lúc đó Golden Sun quay ngược trái làm xong là rất nhiều phản ứng sát thương. Golden Sun có thể clear luôn cái bóng của lớp lăng nhưng chờ xem thử là kẻ đi đường như nào. Lớp lăng sẽ gặp một tí khó khăn nếu như Golden Sun đã bắt được cái bẫy khả năng clear lớn cực kỳ nhanh và lớp lăng bắt buộc phải dùng kỹ năng và phản ứng. Ở thời điểm này tôi nghĩ sẽ là một ván mà đánh tương đối mạnh ở khu vực dưới của cả hai bên này. Khi mà nhìn thấy chất tướng Lucian Abi cộng với cả Asparus, những chất tướng có thể đánh rất mạnh ở giai đoạn đầu của ván đấu để hướng đến những con rồng đầu tiên. Ấy vậy thực ra là cặp đôi đường dưới của Genji mới là cặp đôi bị đánh đó nè. Tới cấp 3 mới bắt đầu chơi được. Thì đấy, swap bây giờ swap lane, ba giờ cấp độ 3 thì mình lại xuống dưới. Đó, bây giờ chờ xem thử là có đổi đường hay không. Và Fnatic sau ván thi đấu đầu tiên họ cần phải rút kinh nghiệm. Nếu như đánh cặp đôi có khả năng đè đường ở đường dưới thì phải có những con mắt đi sâu vào bên trong. Ê nhưng mà swap lane này thì con Vayne đi kiểu gì? Ừ cũng hợp. Kiểu gì cũng hợp. Nói chung là chờ xem thử ai sẽ là người hy sinh. Tôi nghĩ sẽ là cặp đôi đường dưới hy sinh. Coi là mình đánh sinh hoạt đi. Đây, ai sẽ là người hy sinh chúng ta chờ xem thử nào. Đúng như kiểu là ván trước ai tỏa sáng thì người đấy được quyền quyết định cấm chọn ở ván tiếp theo ấy. Kin ván trước làm rất là nhiều rồi nên anh ta lần này được quyền chọn Vayne ở đường trên. Đây rồi. Ok, đây cảm ơn em. Nhấn cái từ từ. Họ đã kéo 5 người. Jovi. Xin cái tốc biến không? Từ hôm nay. Hôm nay đoán được rồi. Đó là một cú biến ảnh không hề có sức, không có áp lực gì cả. Jovi lùi về. Bởi vì con lớp lăng mà tăng xích để đi đường thì trông có nghe có vẻ là nó hơi không ổn đấy ạ. Thì đó là một cái hy sinh thôi, nếu như mà cầm Ari vào đi cứu thì mình cũng phải nâng e. Ồ, phá được một con mắt đến từ Jun rồi, một pha cầm máy quét. Quét mắt tương đối là chuẩn. Nhưng hết máy quét rồi, họ vẫn chưa quét được cái con mắt ở khu vực đường dưới này. Genji đổi đường. Chưa vào cả mắt anh. Lucian lên trên rồi anh ơi. Ok. Pay lên trên rồi. Đấy đúng rồi, Kin bây giờ là không bén mảng xuống rừng dưới luôn. Tôi không hề có ý định đi với Ash, với Valus, tôi sẽ lên phá trụ cùng với những người anh em. Chứ bây giờ tôi mà xuất hiện ở đường dưới thì bị quánh nhau. Bây giờ tự nhiên thấy cái thế này, cái em đã tới bắt đầu nhức nhức cái đầu. Chủ động tìm kiếm đến họ nhưng Genji để từ ván 2 dài hơn ván 1 khá nhiều nha anh em. Ván 3 này có đẩy được tới ngưỡng tận cùng không? Fnatic. Rồi. Đúng kịch bản luôn, mất tốc biến. Không chết được. Bắn tới luôn, mất nội tại luôn. Chơi kỳ cục. Nhưng chúng ta cũng phải có thể thấy được rằng Genji đã nghiên cứu rất rõ. Cái thế này đố anh dám lên nhìn thấy luôn. Châu Vy đứng nó xoay. Trong cái quy sát thương rất nhiều, Châu Vy sẽ đứng đầu tiên luôn, anh ta không đánh vào người, anh ta sẽ quy vào khà. Rất khó đúng không anh ơi. Mà bây giờ không có nội tại của lớp lăng, Gan nhìn ăn xong ba bãi ra được này. Đứng luôn, Kin đứng đó luôn. Kin đứng đó luôn, Kin không đi đâu hết. Kin sẵn sàng cho một tình huống ba người. Chúng tôi không băng trụ ở khu vực trên hay khu vực dưới, chúng tôi băng trụ khu vực đường giữa. Mất biết mà đúng không? Fnatic biết mà đúng không? Nhìn cái thế thằng Châu Vy đang boost như vậy. Cắm một con mắt. Và bên phía của Razok có ra cứu không? Đâu rồi, tôi cần nhìn cái minicam. Bây giờ đang cố gắng đẩy lính vào. Kin bây giờ lộ mặt. Ú à, ngạc nhiên chưa, cấp độ 2 đã có được người humanoid, anh ta vẫn giữ lại cái biến ảnh. Không được đâu nha, ẩu là chết á, trụ bắn đầu lắm. Ca nhìn vòng lên trên à. Đây pha ca nhìn vòng lên trên rồi để định băng trụ. Hết lính rồi à. Mà để băng trụ. Hai con này nó không có CC chắc chắn á. Bạn có thể sẽ bị. Cho nên là không ai không giết được con lợp lăng. Xử lý pha này như thế nào? Kin đã có một pha thi đấu mà nhiều CC hơn nè. Bên phía Genji có tới 3 cái CC pha này lận. Tăng tốc pha chứ không phải là một cái dư chấn, cũng không phải là một cái gì đó. Gồng quy lên. Cú nền tàn khốc. Khó quá, khó cho Oscar, khó cho Oscar. Ăn lính, bú lính. Cú nện này là tàn. Xe hay. Chứ không phải sau. Tại vì không cú nền bật. Khó quá. Anh ta vừa mới gồng một phát thì ca nhân đứng húc và đó là một pha mà Pay anh ta đứng rất khó chịu. Làm vậy pha một lần nữa. Các bạn thấy không? Canyon vòng ra làm thêm một phát nữa. Oscar Dinin có nội tại, anh ta có thể lên cấp được nhưng mà anh ta sẽ là điểm hạ gục tiếp theo. Oscar Dinin gặp Quy bị Kenso bị tấn công mất tốc biến để cố gắng bỏ chạy. Tốc biến được Canyon mang cho ai? Của hai tốc biến rồi. Quay qua. Nhưng đó là một mạng mà không hạ gục đến từ Oscar Dinin. Không thật sự đấy nha. Khóc thật. Không dưng muốn khóc. Xong
trong cái pha giao tranh trong cái pha tốc biến bắt hoang hoang. Tôi muốn highlight một điều đấy là trong cái giai đoạn đầu ấy, để Chovy lên được cấp độ 2 và cấp độ 3 ấy, thì Kin luôn luôn có những bước di chuyển ra xa khỏi đợt lính để có những trụ bắn đau lắm anh em, trụ bắn đau lắm. Hết kinh nghiệm. Anh ta chỉ xuất hiện ở bốn thằng Genji mà ông dính mà. Vì đẩy nhanh cái đợt lính đấy, sau đó anh ta di chuyển lên cánh trên. Chứ anh ta không. Thực ra là không tệ, không tệ cho thằng thằng Oscar đâu nha. Không tệ đâu nha. Bốn cái flash là bên phía của Fnatic dễ đánh trong khu vực đường giữa. Tầm này đang tầm này sẽ rất là dễ đánh tại vì không sợ bị gank nữa. Nói chung là chết hai lần, ok, Oscar chết hai lần nhưng mà trong khoảng thời gian này bên phía của Fnatic đánh thoải mái. Anh ta ăn được vài con lính. Khá là ổn, nhìn vào lính giữa bên cùng với đánh kiểu này thì chịu thôi. Bốn thằng nó đai thì cái hay là Genji nó xử lý nó không bị mất mạng nào cho thằng Oscar. Mà các bạn có thể nhìn thấy Lê Hen đã có một cú hồi máu và ước nguyện tiên cá vào người của Kim nữa cơ. À đâu, đấy là một cú W hồi. Nhưng mà mình nghĩ rằng Fnatic hoàn toàn có thể đỡ được một cảm thấy ok với cái trao đổi đó tại vì tầm này bốn cái tốc biến là nhiều lắm. Razok có làm được điều gì không? Chiêu chiêu thôi. Lướt lên, tấn công và thắng mọi người của Noa. Mà tầm này thì cấp độ 3. Tóc biến lên, làm chậm, mất đi thanh tẩy đến từ bầy. Kết hồi bắn máu, tới, bắn tới. Bắn tới luôn. Đây là hai xà thủ, chúng tôi không sợ. Bầy lướt về với truy cùng diệt tận, bật lá trắng lên. Mạng quá đẹp luôn. Rất đau luôn, quá tuyệt vời. Tôi cứ ngỡ cái phát bắn cuối cùng của Zun ăn rất là láo, không có tóc biến. Hai thằng boss không tóc biến mà đứng bắn như vậy. Vừa rồi khi anh ta không ngờ rằng Zun lại đánh rất là láo luôn. Quyết liệt đến như vậy. Tốc biến lên và Faye đã không tham minh được cái pha di chuyển đến của Jun. Anh ta bị dính một cái tán xạ tiễn và sau đó bộ đôi Ash và Varus thể hiện chúng ta thấy được khả năng dồn sát thương là mạnh đến mức độ như thế nào. Họ có lá chắn, họ có hồi máu để có thể tấn công pha thi đấu vừa rồi. Trong khi đó Lê Hen đã mất hồi máu và tốc biến ở pha băng trụ trước đấy. Vừa rồi là một pha trao đổi nhẹ không được giữa. Có thể thấy sát thương cũng kiếm như là ôi cấp 6, chăn dây thành công. W không phá được, chăn dây lần 2. Đó là thả E, mất tốc biến đến từ Chovy. Cú tốc biến cuối cùng đến từ Genji cũng đã không còn rồi. Áp lực đến từ Humanoid, đây đúng là cái điều mà Tích làm được gì ngon không? Giai đoạn đầu nếu mà chọn Sol với LeBron sẽ là một kèo rất khó. Và chỉ cần xích hụt thì Humanoid mới bị tấn công. Nhưng Humanoid thì quyết định xích đến 2 lần để đỡ hụt. Cái nhịp đầu tiên là lấy giáp cốt. Tại vì nhìn đầu tiên chúng ta thấy khi anh ta lao lên anh ta xích có giáp cốt thì cái lượng sát thương trả ngược lại đến từ Chovy là cực kỳ nhiều với cái hơi thở hạ tinh. Bây giờ khai thác xuống cánh dưới khi tốc biến không tròn. Bây giờ đã có thông tin rồi. Pay cùng với Lehen cũng đã lùi cực kỳ nhanh. Mà thực ra các bạn có thể nhìn thấy là cái sự hy sinh của Kin ở giai đoạn ban đầu ấy. Bây giờ thì nó lại không còn nữa. Nó không còn thất thế nữa. Bởi vì chất tướng của Vayne nó khỏe hơn, nó dễ dàng đi với Silent hơn. Nên đấy là một pha mà đảo đường tôi nghĩ là rất thành công cho Genji Sport. Chỉ trừ cái vết xước duy nhất là Pay anh ta phải nằm xuống mà thôi. Và đấy là điểm mà anh ta đã khiến cho cái mạng hạ gục mà Noa có ấy là shutdown, là chấm dứt. Nên nhiều tiền hơn khá nhiều. Đúng như nội tại của Saiyan, vinh quang tự sĩ. Anh ta nằm xuống nhưng những gì anh ta mang lại là nhiều hơn. Và di chuyển tốt nè, phải di chuyển rất tốt nè. Mất thủy ngục rồi. Dưới khi tốc biến là không còn, tấn công ngược thẳng vào người Noa. Vẫn có Noa mạng. Noa nằm xuống, Lê Hen gỡ được mạng. Nhưng xạ thủ đối phương cũng đã nằm xuống rồi. Lê Hen cô đơn quá, đó là phong bồi thường lao vào. Với quá đẹp cho Humanoid luôn. Cái đường dưới này pha tích đánh rất tốt, cực kỳ tốt luôn. Bây giờ với xử lý quay lính, xử lý thông tin dữ kiện các thứ mà mình. Còn Chovy ở giai đoạn này mà thua 3-0 là buồn lắm luôn á. Bỏ lính để có thể có má thực sự là đánh như vậy mà thua 3-0 cảm giác kiểu mình bất lực lắm luôn á. Bởi vì tốc độ đẩy khiên trụ của Odinson là không cao, đẩy lính thì cao đấy nhưng phá trụ thì không kịp. Đây là một pha mà Noa tôi nghĩ là anh ta đứng quá hớ hênh để bị thủy ngục. Chứ pha thủy ngục này mà không trúng ấy thì là không mất ai cả đến từ Fnatic. Hay đấy chứ, em thích có những cái câu trả lời rất là dõng dạc trong những cái động thái đổi đường đến từ Genji. Và họ đã có hai màn hạ gục liên tiếp. Cái này mà kiểu thua 3-0 kiểu cảm giác mất tinh thần đánh phần còn lại lắm anh em. Cũng có được một màn shutdown, màn của rồi anh ta nằm xuống. Ý là kiểu mình đánh hả, gọi là cũng tới lắm rồi. Mà vẫn tỷ số mà nó vẫn là 3-0 thì mày đúng kiểu. Má không biết làm sao. Chưa phát huy được tác dụng khi mà các đường của bạn đang thua thì con Sejuani này chưa có được nhiều tác động ngoài cái việc là băng trụ hai lần liền ở đường trên. Nhưng mà ở đường trên này đó là chất tướng Saiyan nằm xuống vẫn có thể có nội tại để hít kinh nghiệm, để có thêm cho mình những chỉ số lính. Và đây đến cái giai đoạn mà anh ta bắt đầu có được cho mình lượng giáp rồi thì kể cả Vayne,
cho bên Farm cũng được, anh ta vẫn sẽ có giá trị trong những tình huống giao tranh. Đội hình giao tranh của Fnatic cũng là đội hình khá tốt với khả năng mở đến từ cả Saiyan, cả đại băng tiễn của con Ashe nữa. Lối đánh đỡ bao đúng không? Anh ta sẽ tích được nội tại với cái lò luyện hồn của mình. Và về sau, dù gì một chất tướng sát thương cái giá trị nó không nhiều bằng một chất tướng chống chịu bằng con Orison. Lao lên bộ là bằng tốc biến, tấn công thằng Winoa. Anh ta không còn gì nữa, mạng hạ gục. Ây da, Lê Hè nắng rồi. Đó là một pha xử lý đột biến đến từ Canyon. Mặc dù bên kia đã có được một chút tầm nhìn của anh ta rồi, nhưng đấy là một pha thích thành công. Ra dốc tới chơi. Đây là một con son không cùng W, không cùng tốc biến. Chú ý đứng à. Đó là bậc tiện, nhưng thanh tẩy đứng nó khè. Đứng yên nó xoay nó khè. Ôi à dạ. Sơn à, lên à. Lên dùng cái thủy ngục vào người của bay. Tôi xin lỗi, tôi tạt nước vào người bạn. Kim tới, đẩy E về. Omanoi dùng cải biến anh đầu tiên của mình chạy. Anh ta trở về dạng phân bóng, nhưng nội tại vẫn còn ghim trên người Omanoi. Đó là một ngoài sit down giá trị cho Kim. Chắc vẫn 3-0 rồi. Chưa hồi lại chưa cuối. Và đó là một pha di chuyển hết sức đột biến từ đường trên của Gen.G. Những cái vấn đề chắc vẫn 3-0 à. Oscar Rin sao không tin? Oscar Rin có lẽ là không kịp đưa thông tin cho Humanoid. Khó. Để có một pha Humanoid đứng ở một góc khác. Các bạn có thể nhìn thấy pha đấy là Humanoid có tầm nhìn ở cánh dưới. Anh ta có thể đứng ở góc đấy, chứ anh ta đứng ở một góc quá gần để cho Kin có thể bật chiêu cuối lên và sau đó đẩy ngược anh ta về ở một quãng mà anh ta bắt buộc phải dùng cái biến ảnh. Nhưng mà cái biến ảnh đấy là biến ảnh đi về mà, thì bạn đã bị đẩy về rồi thì cái biến ảnh đấy chứ coi như bàn bằng không, đối phương đứng ngay sát bên cạnh bạn. Hơi khó. Đây là một pha mà trước đấy Jun đã có một pha đại bằng tiễn tốt, nhưng ngay khi mà hết lính rồi thì không còn cái gì có thể đỡ thanh trừng được cả. Và đó vẫn là một tình huống Lê Hen đứng từ rất xa chỉ với lý do là thôi hồi máu thôi, nhưng mà lại ăn luôn điểm vào vòng thứ 3 cho riêng mình. Và sau đó là một tình huống tạt nước vào thắng người của mày để có thể xin lỗi. Ra dốc hạ hỏa, hạ hỏa. Anh bạn à, bớt nóng, ăn con cua. Và họ sẽ kiểm soát được lượng tầm nhìn trước khi khoảng một phút nữa là con rồng thứ hai vẫn thi đấu ra. Canyon kiểm soát ba con sau của vị trên. Winoy sau khi nằm xuống trong tình huống rồi thì anh ta thọt một cấp so với Chovy rồi. Chính xác như vậy, bởi vì Chovy được farm rất là nhiều, nhưng mà Humanoid vẫn là người nhiều tiền hơn. Oscarini đang bị bắn, có thanh trừng không? Bắn, đau, thanh trừng chưa hồi. Đây là cái động thái bào máu và ăn cái đầu phủ đầu mà thôi. Trả thanh trừng lần tài khóc và chích cả thiêu đốt vào người của Pay bên phía kia. Có cái điểm này về Lucian Nami anh em. Nó có cái điểm này như thế này nè. Thực ra con Lucian Nami mà con Nami ăn một mạng, hai mạng đầu á. Ba mạng thì hơi nhiều, nhưng mà con Nami ăn một, hai mạng đầu không không tệ. Đại bắn tia xuống. Có ai đứng đâu? À, bay! Bắn đẩy rồi bạn ơi! Bắn bạn à! Hụt chiêu luôn! Né luôn cả hụt! Nó đi thẳng! Kháng cự, một bài hờ gục rơi vào tay Humanoid. Tôi vừa định nói không có hai nhưng bay nói anh bạn à, tôi tới rồi, vị huynh đài, Lê Hên! Lê Hên cầm bạn sát đào, Lê Hên bỏ chạy, Humanoid dùng biến ảnh hai. Ê, đưa, né được! Không thành công! Đánh được, mày né đi! Mày né! Anh nhường! Quá tuyệt vời, một mạc sát đào! Quá giá trị đến từ Lê Hên! Chính xác là như vậy, một điểm sát đao dành cho lập lăng này nó sẽ đi bộ vô chứ. Bằng vượt qua ngoài tầm kiểm soát của Gen.G mà thôi. Một pha thi đấu mà má cơ hội cho Phân Tích lớn lắm rồi đó. Rõ ràng Pay và Lê Hen định cấu máu để sau đó kết hợp hai siêu cuối hạ gục được Oscar Lin, sau đó lấy trụ một. Nhưng dịch chuyển xuống. Không tốc biến nha, xin giao không tốc biến nha. Để bảo kê cho Canyon. Rồi sao ơi, bạn rơi vào thế 1-3 rồi, bán bị thương nhưng bị đẩy vào tường, bị bố la bằng, thế này không về được. Thế này về được nhưng mà bằng đường hàng không. Đây là một pha dịch chuyển đáp trả cực kỳ tốt với một pha dịch chuyển trước đó của Humanoid. Ở thời điểm hiện tại có dịch chuyển đến từ Oscar Lin, nhưng tôi không nghĩ rằng có cơ sở để Fnatic có thể dịch chuyển để có thể đáp trả pha thi đấu này. Humanoid đây. Một đấm e hụt. Cuối cùng vẫn chết. Lượng sát thương mất thanh tẩy đến từ bay. Hãy nói. Ông ác ý vẫn không xa. Ôi ôi luôn. Sử dụng chiêu cuối mặt trời dân thế dân sinh hóa. Đốt đôi vẫn ăn được. Jun bật lại cái lồng tiếng cho em Vinh luôn. Đánh khung đánh điên thì đúng là tốt thật, nhưng mà đối phương cũng có những pha mà sắt đao giá trị. Pay vừa rồi ăn được 600 tiền trong cái điểm vạ gục của Humanoid. Sau đó đến lượt Chovy có double kill. Đây là những điều mà Fnatic không mong muốn. Họ đang muốn đẩy nhanh tốc độ của ván đấu khi mà chất tướng của Gen.G chưa đáp ứng được yêu cầu.
Nhưng liên tiếp những tình huống nóng vội như này tôi nghĩ là không cần thiết. Đây là cái thế rất đẹp để bạn có thể đẩy lính vào từ từ. Đấy, 1, 2, thông thà đánh như pha tích như vậy nè anh em. Tới ván này thì đánh phải như vậy thôi. Tức là tạo ra sự hỗn loạn. Đánh thường. Chứ đánh chậm chậm hồi con Son nó farm cũng vậy à. Đây. Và sau đó thì pha tích đánh game 3 trong tình huống đang bị dẫn 0-2 đánh như vậy là đúng rồi. Phải biến cái game này thành hỗn loạn. Phải biến cái game này thành hỗn loạn. Đó, nó phải vậy đó. Hỗn loạn liên tục luôn. Chứ bây để con Son nó farm cũng vậy thôi. Tốc độ của ván đấu đang lên rất cao. Chúng ta thấy được những pha giao tranh VCS lên, VCS lên. 15 phút 18 mạng. Nó vẫn đang là những dấu hỏi chấm. Không biết là bây giờ có dịch chuyển lên cánh trên để phòng vệ trụ hay không. Có vẻ quyết định là không. Về sâu hư không thì Gen.G 5 con và bên phía Fnatic 1, nên Gen.G sẽ có lợi thế hơn trong tình huống đẩy lẻ như thế này. Nó nên là như vậy. Nó nên là những diễn biến nhanh như thế này. Nó sẽ đem lại những cái pha giao tranh tuyệt vời dành cho các bạn khán giả đang xem. Ở khu vực dưới, Kin anh ta mất tốc biến rồi nha. Một cú trả sát thương cực kỳ đau. Lượng trang bị nó lập lăng bây giờ đã có một cái lưu đình. Có thêm một cây máy chuyển pha. Rồng gì? Rồng công nghệ. Hình như hai con rồng, hai con rồng công nghệ đúng không? Một cái súng lục Luden như thế này sẽ là một món trang bị giúp cho Humanoid có thể áp lực được vào những chất tướng yếu máu, đặc biệt là con Nami. Muốn đánh, Nami muốn đánh. Hay quá vậy người nói. Ôi trời, hụt xuống đuôi khen xong rồi. Con Nami không tốt biến, ông e hụt quá. Người nói ơi, xích chung lặng cái mạng rồi. Hụt cái pha thi đấu vừa rồi. Tuy nhiên các bạn có thể thấy được lượng sát thương dồn vào với chỉ một lần chốc điện để lên người của Lehen là nhiều đến mức độ như thế nào. Nhưng Mid bị out 2 cấp rồi nha. Razok là người cấp 10 nhưng mà nói chỉ mới cấp 9 mà thôi. Thân kinh nghiệm thì anh ta full đấy. Đã bắt đầu ở cấp độ 10 nhưng Chovy đã gần lên cấp độ 12 rồi. Anh ta được thả farm. Và từ nãy tới giờ chúng ta nói chuyện hơi nhiều trong những pha giao tranh mà họ cứ liên tục vào chơi. Nhưng nhìn vào lượng tiền kìa, Pay đã bắt đầu có. Chovy lao lên với W của mình đã rồi. Tung ra, bố là băng rồi. Tung ra. Khả thắng vào người sản đó là hỗ trợ đầu tiên mà nằm xuống. Người nói lao lên với hai lần W. Chovy tiếp tục có màn hà gục. Hà ngẹn ơi chạy hà vẫn ăn tiếp tục bắn. Kin cũng bắn quá nhiều đạn vào người của Skarinin. Đấy là một pha thi đấu mà các bạn có thể nhìn thấy được là Gen.G có những tình huống côn đánh với chất tướng vẫn ăn tiền. Anh vẫn ngang tiền nhá. Góc thả chiêu cuối cực kỳ đẹp mắt. Trong khi đó thì Fnatic mỗi lần họ muốn khai thác một đai đó thì họ lại phải đầu tư rất nhiều. Họ đã đầu tư được chiêu cuối ở Varus, nhưng tình huống băng lên của Chovy lại không hạ gục được Lehen. Để rồi khi Chovy đến, anh ta không hề e ngại thì việc lao một con Varus đã không có chiêu cuối. Nếu Varus có chiêu cuối, Chovy sẽ e rè. Nhưng đây là một con Varus không có đi nữa. Thì đây, kết hợp một pha không có đại bằng tiễn, không có sợi dịch tội lỗi, thì Chovy đứng thế thả sát thương luôn. Không ai đụng đến anh ta cả. Và Humanoid pha thi đấu này, cái biến ảnh lần 2 của anh ta chỉ gây sát thương được vào Lehen thôi. Thì nó không có quá nhiều đe dọa. Rồi, một cái biến ảnh giật lại, hay thằng Jun bắn tốt quá. Rồi, nó quay canh nhìn. Nó nuôi con heo. Người nói xin cái mạng. Canh nhìn cố gắng vùng vẫy. Xích con heo lại. Nhưng mà liên tục đánh như vậy thì Chovy đã xuất hiện ở đường giữa để có thể giúp cho Gen.G Sport lấy được trụ 1 ở khu đường giữa này. Giao tranh liên tục như vậy nhưng mà rõ ràng là Gen.G cũng đã lấy thêm được những công trình để có thể kiểm soát. Dù vậy, lượng tiền các bạn có thể nhìn thấy là gần như không có chênh lệch. 400 như thế này nó là không bao nhiêu cả. Đường giữa thì mặc dù Humanoid đang chênh lệch rất nhiều tiền so với Chovy, nhưng đây vẫn là một cái quá trình tăng tiến sức mạnh ổn định mà con Odenso này có. Trong khi đó thì Lucian của Pay đang vượt trội hơn so với những gì mà Noah đang có. Bên phía của Atlantic sau cái màn hạ gục vừa rồi, hạ gục được đối phương, họ sẽ kiểm soát sứ giả. Nhưng mà Gen.G, mục tiêu ăn sứ giả là gì để lấy trụ? Nhìn vẫn hơi low hấp cho Fnatic nha anh em, tại vì con rồng nó đang 4 mạng rồi. Chính xác như vậy. Và bây giờ lát Chovy đứng sau nó hà thôi là không biết là bên nào sẽ là pha tích hoại luôn. Hơn có lẽ là Gen.G, bởi vì vì sao thì họ bây giờ đang có rồi nè. Hà hồi hai thằng rồi. Tốc biến là thủy ngục để đổi hai cái tốc biến bên kia. Thanh trường được xả ra. Bên phía bên này cũng tiếp tục kha vào người của Skarinin. Anh ta bị kha đâu thì cũng đau đấy, nhưng đó sẽ là những cái bụi sao được tích dành cho Chovy.
cái từ đấy tôi không nghĩ là đánh là khó quá, khoảng cách lớn quá, đánh pha tích đánh hay vãi luôn rồi, luôn một lượng sát thương cực mà vẫn 3-0 mà khổ thiệt chứ. Nơi đang gặp một vấn đề đấy là anh ta có thể băng vào nếu lúc đấy không có Seju. Chứ nếu mà anh ta đi cổng ra, anh ta gặp mặt Lê Hen cùng với Bay sử dụng hai cử. Ui, tông thành đi rồi, quá tuyệt vời, tông tốc biến đẹp nhưng mà anh thành công cho Noah. Humanoid tới nhưng mà phía bên kia đã đi cổng dịch chuyển rồi, lùi về rồi. Thực ra đúng là với một đội hình như này thì chỉ có Canyon làm tuyến trước thôi, thì những pha bắt lẻ như vừa rồi của Fnatic là có thể làm được, bởi vì ngoại trừ việc bạn phải biết được là con Seju này đứng ở đâu, thì nếu mà biết được thì bạn có thể dễ dàng tấn công vào những mục tiêu khác. Những mục tiêu này khá là mỏng máu, đặc biệt là Nami của Lehen, thì đây sẽ là một cái khai thác chỉ là về mặt tâm lý mà thôi, bởi vì lúc này những mục tiêu nó chưa tầm này nè nhiều. Tầm này thực ra đang có cái nếu như Fnatic setup được một pha giao tranh mà đưa thằng thằng Oscar lên tăng được á, tại vì lấy được con cua. Đoạn này đang là đoạn mà khi mà hai con AD của bên phía Genji chưa có xuyên giáp á, thì là con sao nó sẽ tăng được tương đối. Nhưng ta không nghĩ là đối phương chế lớn vậy. Rỉa con cái quan nguyên Bola Bang. Bởi vì anh ta đâu có dây thủy ngân đâu, nên là nếu mà dính Bola Bang thì cái hiệu ứng khống chế rất lâu. Đấy, lần này tăng được tương đối á. Vấn đề là thấy đối phương đang phá mắt rồi thì chả lẽ có set up được một pha giao tranh đẹp không? Nãy giờ tôi nói chưa có một pha giao tranh nào mà set up theo kiểu 5 năm á. Tại vì đánh theo kiểu nhỏ lẻ nhiều á. Bởi vì anh ta bây giờ gần như là cái hy vọng về mặt cho nên là chưa xây dựng được cái kiểu đội hình mà đưa con Xin Zhao với lại con Saiyan đi trước. Tại vì nãy giờ đánh nhau kiểu nhỏ không à. Đang có hướng lên cho mình là cái vô cực. Và hoặc là Navori rồi. 3 phút nữa rồng ra và nhìn vào những cái phép bổ trợ bên phía của Genji đã đầy đủ rồi, những cái cú tốc biến. Còn Fnatic họ vẫn đang chờ tốc biến đến từ Noah cùng với Jun, và Humanoid cũng đang xoay nữa. Razok thì cũng gần xong rồi. Đây Jun đang có mặt, anh ta giữ vẫn đánh nhau nhỏ lẻ không anh em. Dễ dàng, đây là một con Seju có mình dày thủy ngân, nên việc bạn dính một đại băng tiễn ở tầm siêu gần như vậy thì lại không có nhiều khả năng khống chế. Tết đam đau vậy ta. Ken nhìn sau một ván mà ta gặp nhiều lỗi. Mấy con Nami nó bóp xong bắn con Saiyan bắn nó cũng đau tương đối á. Cái lời thể sĩ móng thứ hai là cái mất màn trời. Và tích áp lực đánh được không? Anh ta sẽ không lên những cái món đồ có thiên hướng là chống chịu thuần hơn. Chúng ta nói lại bay ra tấn công Ken liên tiếp. Và dốc tầm này ta lao lên. Nhưng Chovy lùi về với những cú làm chồng mình. Oscarini đang giếp bay. Bây dùng E để né đến cú làm ta khóc. Nhưng đây là một góc quá đẹp dành cho chiêu cuối của Nami. Bên phía của Fnatic cần phải làm thật nhanh, tại vì họ đang kẹt lại trong góc không đẹp một tí nào cả. Bay còn thanh trần, lùi là bay thanh trần. Đây là hạ liên tục. Và bên phía của Fnatic cần phải lùi về khu vực đường dưới, nguyên một con Vayne đẩy vào cái trụ 2. Thanh trần, Razok mất tốc biến để chạy. Bên phía của Fnatic mất toàn bộ những quyền kiểm soát ở con Baron này rồi. Đó, khó chịu quá. Không thể nào mà có Genji đánh khó chịu quá. Không thể nào mà có thể bật ngược lại được với Genji. Canyon anh ta đứng rất lâu để chống chịu lượng sát thương câu kéo chiêu thức của Fnatic, nhưng đây thằng Jun bắn hay điên. Cú đại băng tiễn cực kỳ xa, xích đầu tiên dính. Làm gì vậy? Anh ta hết chiêu rồi, hình như anh ta dùng cái bóng của mình để rồi tự nhiên Humanoid lại bị đặt. Em Vinh tới giữa ba người. Em Vinh bay đang cố gắng lùi về hai bên về. Kim lùi về và Humanoid thất bại trong tình huống bắt vào người của Kim. Đó là một pha hết sát thương, và ta biết rằng mình hoàn toàn có thể bị dịch chuyển, nên ta cố tình đứng lại để câu cái dịch chuyển của Chovy, coi như là anh ta lấy được cái tốc hành của Kim và đổi thêm một nó dùng hai lần biến ảnh rồi. Đây cũng là có thể là thực ra chúng ta đang cố gắng nguyên điện đánh ra thôi. Cái khoảng cách di chuyển của nó xa mà nó chạy từ nhà ra theo cái đại băng tiễn mà. Câu spell đối phương mà thôi. Pha này là một pha mà đã mất hai lần biến ảnh rồi, đúng là không có đủ lượng sát thương nữa. Đâu còn đam nữa đâu. Một ấn đáp ý và xích mà thôi. Lượm lăng chứ phải con gì đâu mà mày bắt nó bay hả nguyên cái bản đồ. Pha đấy là tàng hình đúng là một cái điểm cộng dành cho Fnatic khi họ câu được dịch chuyển. Một cái dịch chuyển đến từ Chovy. Và họ cũng câu luôn không biến ảnh hai lần nữa thì làm sao tiếp cận được. Pha đấy có phải là lúc mà Kim trước khi anh ta bị làm choáng nên anh ta lộn, nên là có chiêu cuối anh ta tàng hình rồi hôm nay không nhìn thấy để tấn công tiếp không ạ? Chúng ta sẽ cùng trở lại với diễn biến này. Bên phía của Fnatic đang cố gắng thả sứ giả. Ôi ông nào tới rồi sứ giả vào tường. Đó là đại bên tiễn được tung ra và chiêu số đường Tsubi cũng cực kỳ đẹp luôn. Razok lao lên, anh ta dùng bản nguyệt thương. Humanoid tới, tìm kiếm một người của Kim. Thanh trường được xả ra, bên phía của Fnatic đã co cụm người lại. Xích thanh cho người của Canyon. Ây da, cái gì vậy? Chắc
chắn là đầu lý thuyết mà rất là nè. Bay lao lên Tumano đã chạy. Úi dồi, đam cuối của thằng Bay nữa chứ. Phía bên này Kenyan tấn công vào người của Noah, nhưng Kin đi, họ đi săn nhưng họ lại là người bị săn, cũng không tệ. Đó là một pha trả, nhưng mà Razok đừng có lao ra nha. Jun cộng với cả Noah để khiến cho Kin phải lấy bảng đến số. Anh ta thậm chí là còn chưa kịp tốc biến pha thi đấu vừa rồi, bởi vì không thể nào tốc biến né ra khỏi những bề năng mà cái vụ đỏ luôn chứ. Trước đấy là một pha mà các bạn có thể nhìn thấy được là Gen.G họ còn bắt tốt hơn hẳn so với Fnatic khi mà họ câu được những cái kỹ năng quan trọng là cái chiêu cuối đại bằng tiến cũng như là sợi xích tội lỗi, để rồi sau đó họ trả ngược lại với một kỹ năng đấy là màn trời giáng thế của Chovy, rồi đánh theo một cái hướng mà Pay có thể xả được thanh trừng. Tí nữa chúng ta xem replay, một khoan đã. Con rồng dành cho phía của Gen.G, tôi muốn biết được là ai lái cú sứ giả mà nó. Đây, xem lại. Jun. Một pha là Jun lái sứ giả, nhưng đây là cái thế mà những kỹ năng của họ tung ra nó chưa có sự ăn khớp. Và Humanoid đây là cái yếu điểm của con Lập Long. Đào quá vậy ta? Trong những tình huống như vậy, anh ta bị làm chậm bởi Olden Soul và lượng sát thương. Sao con Lucian nó bắn cái nội tại vô con Humanoid mà đào điên. Quá khủng khiếp, tốn thêm một cái tốc. Trời ơi, đam cuối từ cái bùa đỏ nữa chứ. Rớt cái thiên thạch vô miếng đam. Sát thương được cung cấp bởi Lucian, có đam bấp là vượt trội hơn nhiều và anh ta không thể thoát được. Nhưng trong một tình huống truy đuổi đó từ Kin thì anh ta cũng ăn đàn lạc và nằm xuống. Nhưng mà Kin bây giờ cũng đã có tam hợp rồi, lượng sát thương của anh ta là không thể coi thường với một chất tướng như là con Vayne. Nếu để cho anh ta bắn được trong những tình huống giao tranh cũng sẽ là một lượng sát thương rất lớn. Lúc này Chovy cất cung xanh rồi, thằng Bay cầm cung xanh rồi. Sẽ hơn được nhiều rồi, kia hơn. Là băng. Thân thương xả ra đi cực kỳ nhanh với Noah. Shut down lại rơi vào tay của Pay. Thôi rồi, này try Fnatic. 3-0 nhưng mà nó không lệch. Nói nghe nó cũng tục quá ha. Nghe nó cũng cấn cấn sao. 3-0 nhưng mà không lệch lắm. Cũng không hẳn. Nói vậy cũng không đúng. 3-0 là lệch rồi. Nhưng mà nói chung là này try. Này try. Pay nằm xuống double kill và cho Pay. Oscarinin trở về dàn báo án. Ta không làm được gì trong tình này cả. Ba round được hay không đây? Tập này rõ ràng là Lucian Nami sẽ mạnh vượt trội hơn so với Varus và Ash. Bởi vì Varus này là Varus sát lực và Ash cũng đã không còn được cái khả năng gây sát thương đến như vậy nữa. Và cứ thế Gen.G Sport đã băng lên tấn công băng băng như vậy. Chất tướng Saiyan sẽ là một chất tướng nếu mà bạn mở thì sẽ rất là tốt. Còn nếu mà bạn đóng ở một thế mà bị đối phương ép góc thì rất khó. Noah không cầm thanh tẩy trong ván thi đấu này. Nên những tình huống đi như vậy mà bị bắt bởi Sejoni là không có cửa nào để anh ta thoát về được cả. Nhưng mà đó là một pha di chuyển rất chủ quan, anh ta hoàn toàn có thể vòng sau nhưng lại đi vào cái đường mà đối phương đang đứng phía trên bờ bên chống cự. Vậy là căng rồi chứ không tới mức mà không đáng kể đâu. Cái chất đội hình với con Vên cứ liên tục tấn công như thật này. Ra mình thấy chống cự vậy là cũng căng rồi đó. Khó để cho những chất lớp long hay là Saiyan có thể combat được. Đội hình giao tranh của Gen.G bây giờ cũng gọi là trong khi đó Fnatic cần phải bắt lẻ, nhưng bây giờ thì ai cho anh ta bắt lẻ đây? Humanoid không đủ đe dọa đến dàn sau của Gen.G. Noah chờ một cơ hội khác rồi. So với một con rồng ở bên phía bên kia, Odin Soul bây giờ đã hoàn toàn có thể kiểm soát được giao tranh cho Gen.G để cho hai xạ thủ là Pay cộng với cả Kim có thể xả sát thương. Cái vấn đề của đội hình Enotic đó là họ có một sàn scale và lay rất khỏe. Đúng rồi, tiến hành luôn nha. Chỉ là chống chiều mà thôi. Đúng. Họ không có một carry thuần về sau. Kenyan đang bắt vào người của Oscarinin và anh ta cũng đang cực kỳ khó khăn. Chào mừng bạn Mino đã trở thành viên kênh Bực Kim cao thủ. Cảm ơn bạn ủng hộ luôn. Đầu nha. Như đã nói, bắn cực kỳ nhanh. Oscarinin đã nằm xuống dưới hồng. Nó cầm cung xanh ở lồng của nó thành Dominic rồi. Con Saiyan chịu đâu nổi đâu. Và bây giờ sẽ là chiêu cuối. Hồi bắn kìa. Ngay lập tức bên phía của Fnatic bắt buộc. Humanoid vô làm gì? Kenyan đã đứng canh luôn kìa, nó đứng đợi luôn kìa. Kenyan biến về, Kenyan bị hai. Kenyan đi nhưng mà Humanoid cũng khó sống. Trả thù người đồng đội của mình và đã sấy thân công Humanoid. Chu Vi tới. Ai nó hà. Rất nhiều carry bị dính thuyền ngầm với Razok. Ta bị trả sát thương đã nằm xuống rồi. Tiếp tục là W và chiến thắng tuyệt vời cho Gen.G. Một ván thi đấu mà Fnatic đã đẩy nhanh tốc độ. Này trai Fnatic nhưng mà kết quả này thì nó cũng trừng phạt được những sai lầm của không bất ngờ lắm. Với một chất đội hình giao tranh cực kỳ mạnh, bây giờ là giai đoạn mà họ sẽ kết thúc ván đấu. Oscarinin bây giờ không thể nào làm gì được cả. Anh ta bị sấy, nhưng nhìn những cái trụ của mình bất lực bị hạ gục. Bây giờ họ quyết định đánh quay qua Kha với Oscarinin. Cảm giác đồn Fnatic đánh mãi. Họ giống như một cái nhà không có cửa sổ vì đánh hoài có window. Thôi được rồi, vấn đề là nhìn
Đây là một ván mà chúng ta cảm thấy. Chúng ta phải nhìn lại mặt tích cực đi anh em. Fnatic đã có nỗ lực rồi. Chúng ta thấy là họ đẩy nhanh trong trận đấu. Họ đã có những pha băng trụ, mặc dù cái pha đứng bị thủy ngục. Cố gắng lắm rồi, ít nhất là không nằm ngửa như mấy thằng Liquid thôi. Cố gắng lắm rồi. Phải làm. Và họ đã làm rất là tốt.